Hôm nay, trong server Discord Funky Dungeon Master, bọn mình chơi lại một game D&D ngắn mang tính chất trinh thám, gothic với một vài sự thay đổi bất ngờ. Bạn cũng có thể tham gia Discord bọn mình để học cách chơi và cùng chơi D&D. Cảm ơn các hội viên YouTube và các Patreon đã ủng hộ thiện cho quá trình gây dựng một cộng đồng D&D Việt Nam lành mạnh, đặc biệt là Alas, Pika và Bu. Và không chần chừ nữa, đây là A Grand Performance. Game hôm nay mình chơi sẽ có chú trọng vào mặt nhập vai hơn của game Dungeons & Dragons, nhưng mà không phải là không có combat. Hôm nay chúng ta có hai returning player cả và đường đã chơi game này một lần với một kết cục rất là ô dề. Gì dở? Anh Hoàng ok rồi đúng không? Ok. Vậy thì chúng ta có thể bắt đầu. Let's go. A grand performance, một buổi trình diễn để đời. Anh nghĩ là mình có thể bắt đầu giới thiệu nhân vật mà bọn mình chơi hôm nay. Tại vì mình không có hỗ trợ hay về mặt hình ảnh của Roll20, nên là khi giới thiệu nhân vật, mọi người có thể miêu tả nhân vật trông như thế nào nữa, thêm với việc nhân vật tính cách như thế nào và phong cách chiến đấu của họ là gì. Mình có thể bắt đầu từ Kovus giới thiệu nhân vật của mình chơi hôm nay. Thì hôm nay em chơi một Kenku bot tên là Corrin. Tính cách của nhân vật thì nó rất là quan tâm mọi người, nhưng mà nó cũng khá là ít nói, tại vì nó không biết là nó nói ra có làm người khác phật ý hay không, cho nên là nó sẽ chỉ take care mọi người bằng hành động. Bạn thân của nó là Leo, hai đứa quen cũng được khá lâu rồi, cho nên thì nó sẽ quan tâm Leo khá là nhiều. Ngoài ra thì nếu mà tính về background thì nó biết nhân vật của Đường từ trước, còn nó khá ghét nhân vật của anh Hoàng. Phong cách chiến đấu là Leo là một cái người kiểu front ấy gì? Leo á? Ấy gì? Quẻ rồi gì? Coron. No. Lát rồi. No. Yeah, thiên về hỗ trợ nhiều hơn là cận chiến hay là kiểu gây sát thương. Đấy. Ok, vậy chúng ta nghe rất nhiều về Leo. Leo là ai? Cả giới thiệu nào. Ok, Leo nó là một con mèo. Yeah, nó là con Tamaxi. Rook Assassin. Thì cái con này nó là một cảnh sát, mà vì một cái lý do thần kỳ ở đó thì nó phá án khá là dễ dẻ, cho nên là nó quyết định nó đi ra nó làm thám tử tư. Nó làm cũng lâu rồi, cho nên là nó sẽ chán. Tình cờ một ngày hôm nào đẹp trời, nó sẽ thấy cái bản nhiệm vụ tìm một cô gái đã mất tích. Nó mới nghĩ là hay là làm vụ lớn rồi xong người nhận, nhưng mà làm một mình thì nó lại chán, cho nên là nó nhớ đến Coron, bản thân của nó, nắm đầu kéo đi, đi chung cho nó vui. Thì rồi phong cách chiến đấu của con này là nhanh, gọn, nó chỉ, nó kiểu lao lên đánh phát xong nó sủi, chứ không có đứng kiểu ngay, đánh rất nhanh. Em có thể miêu tả thêm ngoại hình của nhân vật Leo này trông như thế nào? Cách mà cậu ấy đứng, cách mà cậu ấy nói chuyện với người khác, cách mà cậu ấy thể hiện bản thân với thế giới. Thì cái con này nó khá là nó nói khá là nhiều, nhưng mà kèm đó là con cũng quan sát khá là nhiều. Nó với lại nó là một con mèo màu vàng, nó giống như mèo gừng á, Jin, con mèo gừng màu vàng, nói khá là nhiều. Yeah. Ok, cảm ơn cả. Rồi đó thì nó khá là đinh đinh. Yeah. Nên là bắt đầu mọi người thấy nó lao vào ổ địch, xong rồi nó chui ra, xong rồi nó hiểu thì cũng nó là điều dễ hiểu. Ok. Vậy thì quay lại với Covers và nhân vật của em một tẹo. Em có thể miêu tả là nhân vật này có, khi mà người ngoài nhìn vào thì có thấy điểm gì đặc biệt không? Hay là cái cách mà người này ứng xử và carry themselves như thế nào? Covers thì kiểu nhân vật Corrin thì nó đôi lúc mọi người sẽ thấy nó hơi ngớ ngẩn, kiểu nó sẽ đôi lúc nó kiểu nó hơi thần người đấy, kiểu nó nhìn vào vô định, kiểu nó đang suy nghĩ một cái gì đó mà nó không nói rõ cho người khác biết. Thì nó sẽ kiểu nó cứ đứng im, và dù mọi người có hỏi nó như thế nào thì tới khi nó suy nghĩ xong thì nó mới nói. Thì nếu mà mọi người nhìn nó thì chắc mọi người sẽ nghĩ nó là một cái đứa kiểu không quan tâm người khác lắm. Tại vì cho dù là người ta có đang bị cái gì đi nữa thì nó cũng sẽ không an ủi, thì nó không biết cách. Hay là bạn của mình bị thương hay gì đấy thì mồm miệng nó vẫn rất là độc địa. Nó cũng sẽ tại sao mày lại làm như thế, hay là bla 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 các thứ. Nó sẽ mắng người ta thay vì là nó quan tâm người ta một cách mềm mỏng. Thì Corrin là một con quạ màu trắng, nó ăn mặc cũng khá là đơn giản, nhưng mà được cái là kiểu
nó đem kiểu cái vật dụng cần thiết, hay là nó theo sách mấy cái đồ mà bạn nó hay để quên ấy. Một người suy nghĩ thấu đáo hơn. Là một cái cặp bài lạ giữa Coron và Leo. Đó là hai người bạn thân của chúng ta. Tiếp đến, anh Hoàng, hãy giới thiệu nhân vật của mình. Nhân vật là Erwin. Anh ta là một kiểu nhà người săn tin. Thì chắc chắn ta thì vẫn là gọi anh lại hám lợi. Ngoại hình hiện tại này, cái về ngoại hình hiện ta là một shadow soldier nên da hắn ta lạnh như băng, mặt trắng bệch, tóc trắng, hơi creepy một tí. Thì hắn ta cũng quen biết khá nhiều người bọn này, bán tin cho đủ dạng người, cần thêm nhiều. Phong cách chiến đấu là hắn ta là thuộc dạng support địa đam tầm xa. Ok anh, vậy là một tay săn tin quen biết nhiều, cũng có thể là một chút mưu mẹo. À, thuộc và chúng ta ok anh nói tiếp. Ít nói hơn, ít nói một chút, thích lắng nghe hơn, biết nói thường là để nghe. Các thông tin thông tin từ miệng mình ra thì phải cẩn thận hơn thông tin lọt vào đầu mình. Vậy còn Đường, hôm nay em chơi nhân vật nào? Hôm nay thì Đường chơi Bạch Đường. Nhưng Bạch Đường này bên D&D là không phải bên Lovat Mastery. Bạch Đường là một con Dragon Ball, con rồng trắng. Một con rồng trắng, Bạch Đường sẽ là một con rồng khá là mảnh mai so với cùng loài. Tức là nó sẽ không kiểu cơ bắp lực lưỡng hay gì, mà nếu mà so với cùng các loài rồng khác thì chúng sẽ khá là gầy. Nên là Bạch Đường là một Sorcerer White Magic theo một lý do nào đấy. Mới biết cả chắc là tại biến dị nữa đấy. Bạch Đường thì là một người khá là ham tiền, khá là thích của cải, kiểu thích thiêu tập cái những cái thứ của cải ở trên khắp thế gian này về chỉ cho mình mà thôi. Nên là đã từng có một cái xích mích, một cái sự hiểu nhầm nho nhỏ khi nhân vật của cá Leo phá án giỏi quá nên hiểu nhầm Bạch Đường, phá án giỏi quá bắt được Bạch Đường đã ăn trộm một vụ trộm nào đấy. Và lần này Bạch Đường tham gia cái việc này như một cách gọi là chuộc tội, chuộc công chuộc tội ấy, để được tha thứ. Một tên trộm thích tìm những kho báu lớn. Bạch Đường thì là một người, tức là nó không nói nhiều quá, nó không nói ít quá, nó chỉ rất dễ gọi có với tất cả mọi người xung quanh. Nó sẽ không phải thế kiểu cục cằn như nhân vật của Coron nhé. Coron là cục cằn, nói hay chửi nhưng mà chửi không có nghĩa gì. Còn Bạch Đường sẽ rất cáu ấy, kiểu động đến một thứ liên quan chắc được không một phân đến nó, xong nó sẽ gào lên cái đấy gọi là angry issue. Chắc vậy thôi. Phong cách chiến đấu thì nó sắp sau đó mà nó đánh tầm xa, gây càng nhiều đam càng tốt. Nó tập trung vào gây đam, nó không tập trung vào khống chế hay gì cả. Mọi thứ nó làm chỉ để gây ra xôn cho đối thủ, thế là được rồi, không tính toán nhiều. Ok, cảm ơn Đường đã giới thiệu nhân vật của mình. Nhân vật của rồi làm con Dragon Ball, sorry. Mình cũng da trắng này. Người da trắng. Người da trắng. Có quạ trắng. Mình sẽ bắt đầu câu chuyện bằng việc Leo và Coro một ngày đang ngồi trong văn phòng thám tử tư của mình thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Thường giờ này là mọi người đã đi làm về nhà hết rồi và cũng là đêm muộn rồi. Tiếng gõ cửa dai dẳng, gấp gáp. Khi mà Leo ra mở cửa thì thấy một người đàn ông ăn mặc rất chỉnh chu, có áo có lớp trong lớp ngoài đàng hoàng, trên đầu đội một cái mũ top hat cùng với một người đứng đằng sau trông có vẻ là cận vệ. Người đàn ông này đến đây nhờ tìm giúp một cô gái đã mất tích ở làng nghệ thuật mặt trời mọc. Sau khi nói chuyện, Leo và Coron biết được rằng hóa ra ông là quản gia của một đại danh hào chuyên viết nhạc kịch tên là Christian Turnos. Và cái người mất tích này là nữ diễn viên mới nổi cho vở nhạc kịch tiếp theo. Vừa tiếc tài năng này, vừa tiếc cái buổi công chiếu sắp tới, nên ông đã lùng những cái thám tử giỏi nhất để tìm giúp Cordelia, hay còn gọi là Cordilla, về cho ông. 3 ngày nữa là buổi công chiếu bắt đầu. Mọi người làm bất cứ việc gì, tìm bất cứ cách nào không quan trọng, có thể nhờ ông hỗ trợ. Ông cũng có quen với chính phủ của chính quyền của cái làng nghệ thuật này. Có vẻ là Leo, theo những cái ký ức của mình từ khi còn làm ở sở cảnh sát, là Leo biết cái ngôi làng nghệ thuật này trước đây vài năm trước cũng có một số vụ mất tích như thế này rồi. Nhưng có vẻ là không vụ nào to tiếng, cũng có một gì đấy ly kỳ ở đây. Leo tất nhiên đã thuyết phục Coro đi cùng mình, tại vì Coro đang trong giai đoạn buồn chán một tẹo. Và Leo thấy rằng Coro có thể cần một chút thay đổi không khí, đi ra ngoài, đi sang một ngôi làng mới, làng nghệ thuật. Leo cũng không quên kéo theo Bạch Đường, một tên tội phạm mà trước đây Leo đã bỏ tù vì tội
ăn cướp tài sản. Đợt này quản sát nó và cho nó làm việc công ích. Erwin, một nhà báo săn tin lớn, không biết thế nào cũng nghe ngóng được vụ này từ những nguồn tin của riêng mình, biết rằng Leo và những người bạn đang chuẩn bị đến giải một vụ án mất tích cho một đại danh hào. Tin như thế này phải đến tận nơi, thấy tận mắt, nghe tận tai, có cơ duyên bán được cho tòa soạn nào đấy thì sao. Trong buổi đêm hôm đấy, cái người quản gia này đã chuẩn bị sẵn thêm một xe nữa cho mọi người đi cùng đến ngôi làng mặt trời mọc. Trên đường đi phải qua một vài cánh rừng khá âm u. Mọi người có nghe nói rằng trong cái khu rừng này có vẻ là có nhiều tiếng sói tru, nhưng mà đêm nay thì không có con nào cản đường mọi người cả. Chuyến đi khá là yên ổn. Đến gần nửa đêm, và khi đến gần cái ngôi làng nhỏ này, việc đầu tiên mọi người nhận thấy là có một cái làn sương gì đấy bao phủ ngôi làng. Cây cối xung quanh thì đã rụng lá, bầu trời xám xịt, khó thấy ánh trăng. Những cái cây xù xì, sần sùi đang vươn cành lên, tạo những cái tạo hình kỳ lạ. Xe của mọi người vào một thị trấn, một dãy các cái học viện nghệ thuật nhỏ xuất hiện trước mắt. Mỗi ngôi trường thì đều mang một cái phong cách riêng của nó, có trường nhạc, có trường họa, có trường nhạc kịch, nhưng mà tất cả đều mang một cái cảm giác ám ảnh, tăm tối. Kể cả là trời đã tối mịt rồi, nhưng vẫn có những cái tiệm quán nhậu, vẫn có tiếng đàn hát ở trong đấy. Có vẻ như là những người nhạc công, những người làm nghệ thuật vẫn đang cố gắng kiếm từng cọc, từng đồng trang trải cuộc sống của mình. Nhưng mà dòng suy nghĩ của mọi người bị cắt ngang khi mà chiếc xe dừng lại quán trọ lớn của ngôi làng. Ông quản gia từ xe trước đi xuống xe và mở cửa cho mọi người rất lịch thiệp. Chào mừng mọi người đã đến với làng mặt trời mọc. Christian Thanos thì giờ này khá chắc là đã nghỉ ngơi rồi, nên là chúng ta sẽ dừng ở quán trọ này. Mọi người có thể nghỉ ở đây. Tất nhiên, tiền trọ và tiền ăn uống mọi người cứ thoải mái, ngài Christian Thanos sẽ lo hết. Mọi người có thể nghỉ ngơi lại đây, và sáng mai chúng ta sẽ hẹn một buổi gặp với ngài Christian Thanos để cung cấp cho mọi người thêm thông tin nếu cần thiết, hoặc tùy cách mọi người tìm hiểu và phá án. Nếu mọi người nghĩ rằng nên bắt đầu ngay tối nay thì tôi cũng không thể cản những thám tử đại tài mọi người được. Đến giờ mọi người có thể roleplay. Đây là trong quán trọ. Đây là mọi người đang vừa ở xe xuống chỗ quán trọ. Khi đi vào thì cũng không có quá nhiều người nữa, và có một vài cái người đang ngồi nghe nhạc, và cũng vài nhạc công vẫn đang chơi. Không khí thì buổi đêm nay hơi ảm đạm một chút, và ông quản gia thì cũng rất là nhanh nhẹn giúp mọi người tìm phòng nếu mà mọi người muốn nghỉ ngơi hôm nay. Mọi người hoàn toàn có thể tương tác với thế giới hoặc là tương tác với nhau. Em nghĩ là sẽ đi vào để đồ xuống đây, đi ngược ra ngoài để nhìn cảnh vật xung quanh quán trọ. Tại vì một cái ngôi làng của nó khá là kỳ lạ như vậy thì nó không an tâm cho lắm. Leo, ok, em có tìm một cái gì cụ thể không, hay là đi một vòng kiểu xung quanh quán trọ nhìn ngó xung quanh? Em có tìm gì cụ thể không, hay là chỉ đi xung quanh nhìn ngó thôi? Có tiếng sói tru luôn, em tìm thử có động tĩnh gì trong mấy cái buổi lùm. Khi mà mọi người, cái tiếng sói tru là những tiếng đồn mọi người nghe được khi mà đi qua những cái rừng ở ngoài làng, mà khi vào trong làng thì cũng không có. Có thể là lâu lắm mới nghe một tiếng rất nhẹ, kiểu như là ở rất xa chứ không phải là ở gần đây. Nếu mà Leo tìm các cái bụi cây ở xung quanh quán trọ thì cũng không có con sói nào ở đấy, chắc chắn 100% thám tử mà. Kỹ không thôi, đi vào đi, lên phòng. Khi mà đi xung quanh, Leo lăn cho anh một cái dexterity saving throw. Bao nhiêu? Anh đi. Anh không nhìn roll 20 nên là mọi người phải đọc số cho anh. 20. Mặc dù là trời hơi tối, những ánh sáng mờ mờ từ các phòng trọ chiếu ra ngoài vẫn đủ để Leo lúc mà đang đi vòng ra đằng sau quán trọ thấy là có cái gì ở dưới chân, và bước chạch ra tránh được đấy, không vấp ngã. Khi Leo nhìn xuống thấy có vẻ là một cái thân hình đang nằm dựa vào tường. Nhưng mà khi thân hình nằm dựa vào tường, có một vài cái tờ báo và vải kiểu đắp lên người. Mà nếu mà Leo cúi xuống nhìn kỹ hơn thì có vẻ là người này là vẫn thở và đang ngủ.
Và với tâm trí thám tử của mình, môi trường này, người nằm ở đây, các tờ báo ngổn ngang và có vẻ là có một vài cái bọc giấy ăn, giờ ăn vôi rơi vãi. Đây là người vô gia cư. Chị em xin 2-3 ngàn anh ơi. Đúng rồi, thanh niên đang ngủ này chợt cảm giác như có người đấy là cho em xin 2-3 ngàn anh ơi. Em có thể hát một bài cho anh nghe. Em có thể thổi sáo. Em thổi sáo, thổi kèn đều rất giỏi anh ơi. Anh kêu em làm gì cũng được. Tôi xong rồi đi vào chỗ, đi trực trong phòng. Tôi không có tiền. chạy một mạch, chạy lại vào trong quán trọ, chạy vào trong phòng. Rồi buổi tối của Leo kết thúc. Mọi người khác có làm gì không? Edwin sẽ đi hỏi bartender anh là nhà vợ thân tin lâu năm, biết là bartender luôn biết mọi chuyện. Bartender có vẻ là một người trông mắt cũng hơi lim dim rồi, hơi mệt mỏi. Đang tay vẫn cứ xoay xoay lau mấy cái cốc chén. Cũng có. Dâu ạ. Đây là một thanh niên, một thanh đình dwarf tầm cao đến đây của Owen. Ê, có ly cho nhắc. Nói nhắc chân. Với một cái bộ râu không được chải chuốt lắm. Kiểu nó quan khắp nơi. Ấy ơi, cho ly cô nhắc nha. Bắt đầu. Ok em. Ok. Và anh ấy cũng kiểu quay đi loạn trợ, đụng bên này đụng bên kia một hồi, nhưng mà cũng sau cái ly cho đi ra phảng đường nhiều. Có cái cô đi la nhỉ. Dạo này có anh diễn viên cô đi la nào mười tiếng nổi đúng không nhỉ? Cái cô đi la cái hả? Đúng rồi, dạo này cô ấy cũng có vẻ là diễn viên mới lên, nhưng mà hình như là tầm hai hôm trở lại cô ấy đi lạc rồi. Mọi người đang tìm. Sao tự nhiên lạc được? Tôi chịu. Có vẻ là không thấy đâu nữa. Thỉnh thoảng hình như là cô ấy cũng có đến cái quán này, cô ấy uống một hai câu, chào hỏi tôi một hai tiếng. Nhưng mà muốn là dạo này không thấy cô ấy thật. Nhưng mà cái làng nghệ thuật này thì kiểu cái bọn học sinh, sinh viên hay là bọn làm việc cũng đi đi lại lại suốt, chắc thế. Nhưng mà chả hiểu tại sao tự nhiên lần này cứ dùm beng lên. Chắc là liên quan đến cái ông Văn Hào viết nhạc kịch gì đấy, nên là ông ấy cứ làm quá lên gì không à. Ủa, cái Văn Hào đấy có suspect gì không? Tôi nghe là đám này nó cũng hay ấy lắm. Văn Hào nổi tiếng hay ấy lắm. Ông cũng nghĩ là có liên quan đến này không? Lão ý. Thì có vẻ liên quan, và lão bảo là cái cô này là sắp tới làm diễn viên chính cho vở mới của lão ấy. Cái vở một gì đấy mới viết, chả biết cái biển thiên nga gì đó. Thế bọn này mất tích hay mất tích không? Tôi thấy đến này mất tích hình như tôi thấy thường xuyên hay sao? Thỉnh thoảng lại vài bạn mất. Không thấy chứ. Mất tích cả. Tôi cũng chả biết là có người mất không, nhưng mà nói chung là mọi người cũng cứ dùm beng cả lên. Tầm khoảng nửa năm trước cũng lại có dùm beng đứa nào ấy mất tích, nhưng mà chắc là không phải diễn viên chính của cái ông to nào đấy, nên là mọi người cũng lùm xùm một lúc rồi kệ ấy mà. Đời mà. Thôi thôi chắc tôi đi nghỉ đây. Ok, đừng quên cái ly của anh. Coron đi xuống lầu ở dưới. Ông ấy hơi trao mày vì không có tiền tip. Đi đâu một vàng rồi. Một vàng rồi. Thế thì ông ấy không trao mày nữa. Được đấy. Bản tin chuyên nghiệp rồi. Coro đang nói làm gì nhỉ? Em muốn tương tác với lại nhạc công ở dưới. Coro đi xuống lầu kiểu ngỏ ý chơi chung với anh ta một bài nhạc công. Khi mà Coro đến chỗ ấy, nhạc công này, nhìn vào cái dáng vẻ bên ngoài Coro, trông bên ngoài Coro có trông giống như một người nghệ sĩ không? Có, bên hông cô ấy có vác theo kiểu cây sáo nha, với cả cái anh chàng đang đang chơi lute này, với cả có một cái cô khác có vẻ như là đang chơi một cái violon, đang hòa tấu. Có vẻ trông hai người này cũng hơi mệt mỏi rồi, nhưng mà vẫn cố gắng làm việc trong ca này. Bên cạnh xung quanh họ thì cũng có vài ba vị khách
có vẻ cũng say xỉn. Có một cái cặp đôi thì cười cười rúc rích, chả hiểu là đang cười cái gì. Và có một hai người nữa thì một người đã gục rồi và một người đang đập tay xuống bàn theo nhịp, nhưng mà cứ toàn trạch nhịp. Vì ngồi ở góc nữa. Ở bên ngồi ở góc. Khi mà Koro đi đến này thì cái cậu chàng cầm lốt kia lừa một lần từ trên xuống dưới của người Koro. Tối nay bọn tôi bốc ca này rồi. Cô đến nhầm giờ không đây? Không, tôi đi ngang thấy các bạn chơi hay quá cho nên định tham gia thôi, tôi là khách. Ui giời, ca này là để bọn tôi còn làm việc chứ cô. Tự nhiên mà cô vào làm, cô có biết mấy bài bọn tôi chơi đâu. Tôi thấy anh cũng mệt rồi, có gì thì để tôi giúp cho thì ai cũng phải kiếm cơm nhưng mà tôi đâu có dành của anh đâu. Cái cô đang chơi cái cây violon kia thì nhìn qua phía cậu này mà cậu sáo có vẻ như là xung quanh cũng có một hai vị khách còn đang thực sự chú tâm nghe thôi. Có gì cứ để cô chơi gì nhỉ? Tôi cũng chơi sáo thôi. Không, sorry, Thiện bị brain lag. Cậu này chơi lốt, cậu này chơi lốt. Vậy thì cô có thể tham gia. Cô biết những bài gì nhỉ? Chắc là bọn tôi cũng theo học nên là có thể là biết một bài hơn cô. Cô muốn chơi bài nào bọn tôi theo? Cô cứ dạo một đoạn đi, tôi sẽ theo được. Cô ấy bắt đầu cầm cây violon lên và chơi một số cái giai điệu gypsy, kiểu cái giai điệu Latin đường phố. Thì điều đấy khá là quen thuộc với Coron cho nên là nhanh chóng thì họ bắt đầu có thể hòa tấu một cái bản nhạc. Để tiện một tẹo. Quên mất anh chưa được linh đồ cả. On a tuba skinny. Đây rồi, Thiện có gai. Tìm nhạc gypsy jazz. Linh ở đâu đấy? Full set. Thiện được linh nhạc đâu đấy? Thiện vẫn vứt vào Watch Together. Cái Watch Together link thì ở trong cái chuẩn bị game. Ok. Đấy, Thiện vẫn trong cái chat đấy, bởi vì sợ anh Thiện anh ấy không vào được trong chuẩn bị game. Thiện phải tag mới vào được đến đây. Hoặc là ai để tag cũng được. Thấy được. Wow. Rồi, thấy được. Không sao. Cô lan cho Thiện một cái. Thôi, không phải. Actually, failure có thể interesting. Cứ lan đi. Performance. Lan chứ. Lan đâu cũng được và nói về Thiện. Cái số mà mình lan được. 17-20. Có vẻ như là cái cô chơi violon kia khi mà làm một vài nhịp thì Koro cũng tham gia vào rất hay, thổi sáo. Những cái giai điệu mà gypsy này vang lên có vẻ là phần nào đấy xua tan đi, có cái sự nhộn nhịp rất nhất định, xua tan đi cái sự u ám trong cái buổi tối hôm nay trong cái góc phòng này một chút. Cậu chàng chơi lút kia, cái kiểu như cái guitar thời xưa, sau một khoảng nửa bài cũng bắt đầu kiểu gật gù theo cái những cái nhịp điệu mà cô đô thổi sáo của mình. Vẫn cứ tiếng thụp của cái ông say rượu ngồi ở một bên đang đập theo nhịp nhưng mà đập sai nhịp. Cái đôi kia cũng kiểu đỡ cười khúc khích hơn một tí và lắng nghe mọi người chơi. Sau khi hết bài thì cái cô violon có vẻ là cô thổi bài này cũng rất hay, cái đoạn solo tôi thấy cái hợp âm đấy, cô định cho một cái 7 át vào đúng không? Đúng rồi, tôi nghe ra ngay mà. Thì Coron cũng cười và kiểu gật đầu về cái lời khen đấy. Thì sau đấy cô em mới bắt đầu quay sang nhìn cái quán bar đang vắng và hỏi cái cô gái đấy là bình thường ở đây lúc nào cũng vắng khách thế à? Kiểu tôi thấy sao mà mọi người phải khó khăn để kiếm việc làm thế? Tôi nhớ ở đây nhộn nhịp lắm mà. Có vẻ tại vì cô biết cái làng này cũng toàn là dân nghệ thuật cả, mà có vẻ là ai thì cũng có cái sự nghiệp riêng của họ, họ đi cố gắng đi kiếm cơm. Chỉ có cái mùa nào mà nó nhiều khách du lịch hơn một tí thì nó mới đông thôi. Mùa này có vẻ đang nắng chang chang quá, cũng không phải là xuân hoa nở gì cả nên là người ta không đi nhiều. Tập mùa này hơi ế khách thằng tẹo của biết mà, cái đời nghệ sĩ thì nó cứ lên xuống theo mùa thôi. Gần đây thì em nghe có cái vở diễn gì sắp diễn ra cho nên em mới quay về đây, nhưng mà em không nghĩ là nó vắng đến thế. Mọi người làm việc nhìn cũng rất là vất vả thì em nghĩ
À, cái vở diễn đấy thì nó rơi vào cuối tuần. Thì chắc là đến khoảng mai hoặc là ngày kia, những người khách là trực tiếp đến cái buổi diễn đấy, cái vở diễn đấy, thì mới bắt đầu đổ đến. Cũng là một dịp tốt để làm ăn nữa mà. Chứ không thì toàn những cái dân mà cố gắng là kiểu ai mà chả biết nhạc, ai mà chả biết vẽ, kiểu không làm mà ngồi chơi nghe nhau làm cái gì. Thậm chí có khi còn lườm nguyết nhau, mày chơi thế này mà cũng được lên sân khấu. Mà chị ơi, chị có biết đấy là kiểu cái diễn viên chính là ai không? Em bị kéo đi nên là em cũng không biết rõ nữa. À, vậy là em cũng đến đây vào cái đợt có cái vở kịch đấy à? Đến cũng khá sớm em nhỉ? Cái trong cái vở đấy thì vẻ là một vở biển thiên Nga, có những cái người diễn nhạc kịch vừa diễn nhảy ba lê, vừa hát opera. Thì trong cái vở này có một nam chính tên là Nam Chính và một nữ chính tên là Cô Đi Lạc. Nhưng mà có vẻ như là dạo này thì mấy ngày gần đây đang lùm xùm cái vụ là Cô Đi Lạc mất tích. Phải ông đại danh hào viết nhạc kịch là đang sốt sắng đi tìm lắm, là vận động cả cảnh sát rồi các thứ, rồi hỏi thêm cả chính phủ của cái làng này, chính quyền của cái làng này, ồn ào cái vụ đấy xôn xao phết. Mà lâu lắm rồi em chưa quay về đây, chị nghĩ cái vụ đấy là nó là như thế nào nhỉ? Kiểu em có nghe phong phanh là gần đây cũng có mất tích nhưng mà em không biết rõ. Chị có nghĩ là kiểu có một cái thuyết âm mưu nào đấy ở đây không? Kiểu ta thấy cô ta nổi lâu lắm em mới quay về đây sao? Em học ở đây hả? Em học ở làng Mặt Trời Mọc sao? Đúng rồi, em có lúc trước em có theo học nhưng mà sau đấy thì chị cũng biết, chị cũng nói rồi, đời nghệ sĩ nó bấp bênh cho nên em phải từ bỏ thôi. Lâu lắm em mới quay về được. Ánh mắt của cái chị violon này cũng có một chút là nhìn xa xăm, suy nghĩ một tẹo về những lời mà cô Rô nói. Chào mừng em trở lại. Nãy em có hỏi thêm cái gì ấy nhỉ? Em xin lỗi, chị đang chị chỉ nghe đến việc là em có quay lại đây. Em hỏi thêm là thì cái mấy cái vụ mà em nghe đồn là gần đây cũng có mất tích, cho nên là em nghĩ là cái việc ảm đạm là do mất tích, nhưng mà có vẻ là không phải. Thì kiểu như là coi như đây là một cái giờ giải lao đi, thì chị có nghĩ đây là một cái kiểu, chị có nghĩ là kiểu một cái thuyết âm mưu nào đấy về các vụ mất tích đấy không? Mất tích à? Trước chị cũng có đứa bạn nó học từ trong trường violon ra, nhưng mà cả hai đứa thì cũng đang định làm ở đây một thời gian, nhưng mà tầm khoảng một năm về trước không biết là nó mất tích hay thế nào, hoặc là nó kiểu nó chán làm mãi không được, nó chán quá nó bỏ đi chỗ khác, chả thấy nói năng gì. Cũng có kiểu lùm xùm số cái vụ mất tích từ trước rồi, nhưng mà có vẻ là cũng mọi người cứ nghĩ là mọi người bỏ đi thôi, chán nghề nên là cũng không tìm hiểu nhiều em ạ. Có thể ý em là như vậy, thuyết âm mưu các cái vụ mất tích. Có thể là vậy, cũng có thể là do cái cô kia nổi tiếng quá cho nên là người ta ghét cổ chăng. Cô Ron nói rồi, cô Ron thở dài thì trời cũng kiểu bắt đầu có vẻ hơi sập tối rồi. Cô ấy chào cái cô gái chơi violin kia rồi kiểu để lại tiền tip cho hai người bọn họ, kiểu em cảm ơn vì đã cho em chơi cùng, lâu lắm em mới được vui như thế, thì cảm ơn vì chị đã nói chuyện với em. Rồi cô ấy vẫy tay rồi đi lên tìm Leo. Sau khi tip cho hai người này, trông cũng vẻ mặt của họ cũng là rất là rạng rỡ, một phần là được tip, nhưng mà một phần cũng là được nói chuyện với một người cũng có đam mê nghệ thuật và thổi lại cái niềm đam mê nghệ thuật lại cho họ. Vì trong thời gian gần đây có vẻ như họ cũng là bị cuốn vào cái dòng vòng xoáy của cuộc sống, đi làm kiếm tiền, quên mất là tại sao mình thực sự theo ngành này. Một chút gì đấy tươi sáng giữa một đêm u tối. Corong khi lên lại phòng thì cũng thấy là Leo chắc là đang ngáy o rồi. Hay là Leo đang còn làm gì không? Leo vẫn nhắm mắt nhưng mà vẫn biết là đi vô phòng. Cửa phòng mở, tiếng chân này cách nhau một khoảng thời gian như này, nhẹ như này, cô Rô rồi. Lúc vừa đi khuất thì Elwin
Koro vừa trước mắt thì cũng ở cuốn sổ tay của mình ra ghi thêm một dòng ở trang Koro và Koro có khả năng chơi nhạc. Bạch Đường Koro làm gì? Koro đi lại kiểu đá đá ở chân giường của Leo cái hỏi kiểu đi nãy giờ kiếm được gì chưa? Tôi kiếm được một gã ăn mày đằng sau đấy, nhìn có vẻ gã tôi sợ chết khiếp thì được. Thôi rồi cô ngủ đi, ngày mai đây cũng phải làm việc đấy. Cậu kiếm được cái gì thì tôi lại mừng. Nói rồi cô cũng ai quái cũng bắt đầu kiểu đi ngủ. Nhưng mà tôi cũng thấy lạ, tại sao tên đấy lại nằm ở phía sau đấy mà lại không ai biết nhỉ? Ta nhìn Leo cái như kiểu là kiểu hoài nghi là tại sao mình lại đi theo cậu ta. Thì cậu nghĩ là người ta không có tiền nữa làm sao, ai cũng chấp nhận chuyện đấy thôi. Ngủ đi, bớt suy nghĩ. Anh okay. Sẽ thiện sẽ thêm là Bạch Đường đang ở trong phòng này tại vì dưới sự quan sát của Leo và Goro. Bạch Đường có thể là từ lúc lên phòng xong nhân lúc mọi người đi ra ngoài đi làm này làm kia hết thì Bạch Đường sẽ ở trong phòng đúng không? Ok. Thì chắc là nhân lúc mọi người ra ngoài Bạch Đường mới kiểu ngó trái có phải xong rồi bắt đầu rút ra từ đâu đó giữa các lớp vải một cái mẩu giấy nhỏ nhỏ có thể là ghi về một cái kho báu nào đấy mà Đường trộm được từ đâu đó kiểu đọc xem có gì không vì bây giờ mới dám bỏ ra học đi cả quãng đường ta bị túng theo. Vụ này Bạch Đường cũng có nghiên cứu từ trước. Christian Thanos một danh hào hay cái quái gì đấy, quan trọng là hắn có tiền rất nhiều. Những cái vụ những cái vở kịch của hắn thu hút một là rất nhiều nhà giàu đến khu vực này, cơ hội móc túi. Nhưng mà Bạch Đường không làm những vụ nhỏ như vậy. Nhà của hắn chắc chắn phải cất giữ cả gia tài, cái gia, và hắn cũng sưu tập với cái sự cái sự mà xính đồ xịn của hắn, xính đồ cổ của hắn cũng phải là thu thập khá khá những cái loại tiền cổ, cái loại đồ cổ, rất nhiều thứ để có thể thó từ cái dinh thự của tên này. Có thể là hai cái tên thám tử tư chết dẫm kia chỉ cần nghĩ là Bạch Đường đang đến đây để gì nhỉ, để chuộc tội à? Không, Đường đến đây để tha hóa thêm, tìm cơ hội. Bạch Đường biết rằng ui giời, cái còng tay này tao mở khóa được bất cứ lúc nào, nhưng mà theo bọn này để đột nhập được vào cái thanh niên Christian Thanos kia rồi thoát lại còn được thêm một đống nữa. Chắc là Bạch Đường sẽ ngồi cười hì hì với bản thân mình một lúc, xong sẽ đi ra cái cửa sổ trong phòng đấy, ngó xuống nhìn xem là cái xe của ông quản gia kia đi xa chưa. Xe của ông quản gia đi thiện sẽ cho là về hướng bắc, rồi bắt đầu đi xa rồi. Đường rất kiểu gật gù gì đấy, xong rồi kiểu bắt đầu về phòng, về giường của mình, nằm lên giường kiểu trùng chân giả vờ đi ngủ và bắt đầu suy tính tiếp những bước tiếp theo. Okay. Vậy Owen có làm gì trong buổi tối này nữa không, hay là sau khi ghi chép rồi cũng về đi ngủ, hay là anh không ngủ? Đi ngủ thôi. Ok. Sáng hôm sau khi mà tiếng gà gáy víu von o o o, có vẻ như gà ở đây nó cũng theo một cái nhịp điệu nhất định, khi mà nó gáy, gà ở đây cũng mang tính nghệ thuật luôn. Mọi người đã tỉnh dậy thấy rằng thanh niên quản gia đã ngồi sẵn ở dưới tầng chờ mọi người. Ông ấy nói rằng ngài Christian Thanos đang đợi mọi người ở nhà hát lớn thành phố, nhà hát lớn của làng Mặt Trời Mọc, đến văn phòng của ông ấy để gặp ngay. Khi mà mọi người định vượn cũng lại, mọi người cũng lại được chuẩn bị một cái xe để ngồi đi đến. Khi mà càng đi về phía bắc, có vẻ như là cái kiến trúc ở đây nó ngày một khang trang hơn. Có vẻ như là phía bắc của ngôi làng thì là cái khu giàu có hơn một tẹo, những cái người mà có vẻ là đạt được những cái đỉnh cao của ngành nghề họ rồi. Trên đường cũng có ít những người vô gia cư hơn, và những cái người đi lại vào buổi sáng sớm như này cũng mặc những cái bộ đồ rất là lộng lẫy, mang đầy tính nhân văn và nghệ thuật để trưng bày ra những cái sự mà ta đây của mình. Đến cái nhà hát lớn, mọi người nhận thấy rằng xung quanh và bên trong cũng khá là nhộn nhịp những người chuẩn bị cho vở nhạc kịch sắp tới. Khi mọi người đi vào một cái sảnh rất lớn và trải thảm đỏ với những cửa sổ hoa văn, mọi người thấy những cái hoa văn trên cửa sổ này thì làm
là nó bình thường thì những cái hoa văn kiểu họa tiết này nó sẽ có nhiều màu để cho nó lộng lẫy, những hoa văn này chỉ là trắng hoặc xám, nhiều sắc của màu xám. Cái văn phòng thì mọi người đã đi qua về lên tầng 2 của cái nhà hát này, đến chỗ văn phòng, mở cửa ra thấy một ông ngồi giữa một cái bàn ở trong phòng. Trong căn phòng này thì được trang trí với những cái đồ cổ mà ông đã sưu tập được, người này đã sưu tập được, và cái bàn ngay giữa phòng cũng được trổ rất điêu luyện. Người đàn ông ngồi trong giữa phòng có vai rộng lớn và một thân hình có vẻ như là cũng có sự chăm sóc nhất định. Ánh mắt sắc lạnh ngước lên, chỉ một giây thôi rồi ánh mắt trở nên có gì đấy thân thiện hơn. Ông ấy nở một nụ cười, nhìn đâu nhìn mọi người. À, những vị thám tử lừng danh mà tôi mời tới đây, đã tới đây rồi, thật vinh dự quá. À, hẳn là người quản gia của tôi cũng đã nói cho mọi người rồi, tôi là Christian Tarnos, là một đại danh hào của vùng này. Thật vinh dự khi được gặp mọi người ở đây. Nhưng tôi cũng phải nói thật, có chút gì đấy không may. Tôi phải nhờ mọi người tìm giúp cho người nữ chính của tôi, cô đi lạc. Có vẻ là có thể mọi người đã biết, vở nhạc kịch Biển Thiên Nga sắp tới, lộng lẫy, trang hoàng sẽ diễn ra trong 2 ngày nữa thôi. Và cô đi lạc mất tích là một thiệt hại lớn cho nền văn minh của nhân loại đó. Vở nhạc kịch này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều sự bàn tán của báo chí và bình luận về những vấn đề sát thực với đời sống, sát thực với ngành nghệ thuật. Ông monologue thêm khoảng, ông sẽ diễn văn thêm khoảng 5 phút nữa và quay lại nhìn mọi người. Nhưng mà thật là thất lễ. Quản gia xin hãy mang đến cho những vị khách thân mật ở đây những cái ly trà và thơm nhất của và mời mọi người hãy ngồi xuống những cái ghế ở đây. Mọi người thấy những cái ghế cũng được chạm trổ rất đẹp, với cái những cái đệm bên dưới một màu đỏ đậm. Hẳn là mọi người với tâm trí thám tử của mình, với cái bộ não nhanh nhẹn và nhạy bén, phải có những cái câu hỏi gì đó cho tôi về vụ việc này đúng không? Tôi sẵn sàng giúp bất kể điều gì, tiền tài, mối quan hệ, kiến thức của tôi sẽ giúp mọi người hết tất cả cho việc đưa lại cô đi lạc. Tôi và Bạch Đường đang đứng ở cuối đội hình hoặc là cạnh Leo, hai tay gần phía người, kiểu nghe ông kia đọc lên một bài diễn văn về 224 nhưng Đường mất kiên nhẫn, người cây ra ngáp một cái, người kiểu khi ngáp kiểu nó khè một cái nhúng mang cho người kiểu rồi một nhìn ông ấy kiểu thế chúng ta bắt đầu việc được chưa? À tất nhiên rồi, vị khách của chúng ta muốn bắt đầu từ đâu? À, ông ấy hất tay một cái này, một thanh niên phục vụ đến ngay sửa cái chỗ bị khè. Rất là đớn ra đấy, kiểu người ta gầy gầy kiểu chọt chọt cái móng qua con mèo bên cạnh, kiểu này việc của mình làm đi đứng đó nhìn ngon kiểu. Thế thì ông bắt đầu, chúng tôi bắt đầu từ đâu nè? Tôi cần biết là cô ấy cúi thấy nhau mặc gì các thứ, nghe ngoại hình của ra sao. Tôi nghĩ không biết, nhìn với một ánh mắt là chỉnh cái mắt nó là ông này không đáng tin cho lắm. Ông ấy sẽ miêu tả những cái bộ đồ mà cô đi lạc mặc lúc cuối mà ông ấy biết, và lúc cuối mà ông ấy biết cô đi lạc là khoảng 3 ngày trước, khi mà cô ấy đã đến một cái buổi tập dượt cho cái vở kịch này, cũng phải đến 95% thành công, hoàn thiện rồi. Và ngày hôm sau khi mà đến giờ đáng lẽ cô ấy phải đến tiếp thì ông không thấy cô ấy nữa. Nhưng mà Christian thì rất tôn trọng những cái sự riêng tư của mọi người, nên là ông vẫn đợi thêm một ngày để xem gì không. Nhưng mà 2 ngày sau vẫn không thấy cô đi lạc quay lại cho những cái buổi tập dượt của mình. Thế nên là ông đã báo công an, mở một cuộc truy tìm. Ông ấy cho rằng, ồ, đã là một diễn viên chính trong vở nhạc kịch của ta thì không thể nào mà tự dưng mất tích được. Không phải những cái người mà rời bỏ ngôi làng mặt trời mọc này chỉ là những cái kẻ ăn không ngồi rồi không kiếm được việc. Nhưng một việc to lớn như thế này, đáng ra danh dự thế này mà lại không xuất hiện, chỉ có thể là đã gặp chuyện rồi thôi.
Được Irvin cắt đầu. Vậy rồi bên cảnh sát cho ông được thông tin gì chưa? Cảnh sát có vẻ như là làm việc vẫn khá chảnh mảng. Tôi không thấy có sự quá nhiều sự tin tưởng vào bọn họ. Họ tìm đến một người có vẻ là nhà bạn trai của cô đi lạc này, tên là bạn trai. Và khi mà hỏi han và đến chỗ nhà của cậu ấy thì cũng không thấy cậu đấy ở nhà. Cảnh sát theo dõi và không thấy cậu ấy về nữa. Không biết vấn đề là gì đây. Còn người thân, về người thân thì có vẻ cô này đến đây để tự học, tự làm. Nên là gia đình ở phương xa biết tin, có lo lắng đấy, nhưng mà không đưa thêm được thông tin gì. Những gì mà mấy tên cảnh sát ở đây nói lại đến cho tôi. Ok. Họ cũng đã đến chỗ căn hộ của cô đi lạc rồi, mà cũng không có dấu vết cô ấy quay trở lại. Đấy. Vừa qua hỏi Laura, đi tới nhà cái tên bạn trai đó trước nhỉ? Anh ta có quay lại đâu mà cậu đi tìm? Không có lý do gì đó, anh ta không quay lại. Maybe something left in that. Mình sẽ nhìn nó xung quanh nhà ông Thanos này. Xong sẽ nhìn kiểu đẹp đấy, rồi quay ra cái kiểu tại sao chúng ta không đi xem thử một vòng chỗ này, chỗ mọi người luyện tập, nhớ đâu lại có được thêm thông tin gì về cái cô đi lạc đấy. Được đó. Nếu mọi người có thể bắt đầu từ bất cứ đâu. Cảnh sát cũng đã hỏi han từng người trong dàn diễn của tôi rồi. Và thật sự là tôi cũng không muốn làm phiền quá họ. Họ nhiều quá. Họ có một vở kịch sắp tới, vở kịch của đại danh hào Thanos để diễn mà. Tôi không muốn họ bị phân tâm quá nhiều. Nhưng nếu mọi người nghĩ là cần thiết, xin hãy làm nhanh để họ quay lại cho những cái việc tập dượt của mình. Mọi người cũng có thể đến chỗ nhà của cô đi lạc, của bạn trai cô đấy, nếu mọi người nghĩ là có thể cảnh sát thiếu sót gì đó. Dù sao thì họ cũng không thể nào có nhiều tài năng phá án được bằng mọi người được. Đúng rồi, đồng bạn. Không muốn khám xét từ đâu? Trong phòng này không? Tiện thể trong phòng này trước đi. Tôi xin lỗi, nhưng tôi là người viết nhạc kịch, còn các bạn là thám tử. Đang hỏi cô luôn mà anh. Để hỏi con rồng. Con rồng, ok. Bạch đường sinh. Đây là ý tưởng của cô. Thì cứ tìm thôi. Chắc là bắt đầu từ chỗ luyện của cái đội thực tế đi ha. Ok. Bắt đầu thôi. Nếu mọi người muốn tìm trong nhà hát thì quản gia rất là năng lực, không phải năng lực, tích cực, sẽ đi cùng mọi người và giúp mọi người tìm các cái chỗ và đi đến các cái chỗ trong cái giáp hát này. Nó là một giáp hát lớn mà có nhiều phòng, nhiều ngăn lắm. Nếu mà nó lớn như thế thì chúng ta nên chia nhau ra tìm cho dễ chứ, không để hơi mất thời gian. Nó chỉ có 3 ngày thôi. Tôi sẽ đi với cô. Connor sẽ đi với anh chàng đằng kia. Tôi nghĩ là không nên có quá nhiều người lạ chạy lông nhông trong nhà hát này. Tất cả mọi chỗ đều có cái mục đích riêng của nó. Tất cả mọi chỗ, và đặc biệt trong những ngày sắp tới, ngày này luôn luôn có người ở để tập dượt. Tự dưng thấy người lạ xông vào, họ có thể mất tập trung, họ có thể tưởng là có người đến bắt cóc họ như bắt cóc nữ chính. Nên đi cùng quản gia. Ok, thế thì bốn người chúng ta đi cùng quản gia. Ok, đi thôi. Chọn chỗ khác hả? Nhưng mà trước khi rời khỏi cái phòng đó thì con mèo nó nhìn một vòng kiểu kiếm xem cái điểm gì bất thường trong cái phòng này không? Định nghĩa bất thường. Định nghĩa bất thường. Tức là một cái bức tường nào đó nó bị, hay là một cái gì đó nó không nên ở đó. Kiểu okay. Như lan cho thiện. Cái miếng gặp. Một. Hoặc là perception, hoặc là investigation. Perception. Lăn. Có con rồng lăn mới được không anh ơi? Nhưng mà con này đang để tìm xem có chỗ nào cất giấu được đồ, kiểu đường vào kho các thứ không? Corin lúc này mới hỏi cái người viết nhạc kịch là, vậy giả dụ như mà cô nữ chính đây không trở về thì ông có cái phương án dự phòng là ai sẽ thay thế cô ta không? Ai là người có khả năng nhất? Tôi chỉ tò mò thôi. Nếu mà cô đây là không, nữ chính không về được thì tôi nghĩ là tôi sẽ cho nữ phụ. Nhưng mà thực ra tôi cũng không muốn làm đâu. Cô này thì tài hát opera không vang, không kêu, có không có cái thần
Cá lăn ra 25, em lăn ra 16. Cá nhìn quanh một lượt, tất cả mọi thứ trong phòng được xếp rất gọn gàng, ngăn nắp. Chỉ riêng một quyển sách nghiêng một bên. Khi mà nhìn kỹ cái quyển sách này, có vẻ một cái chất liệu gì đấy, không phải giấy mà là một cái một cái tấm như là gỗ, gỗ vân, có vẻ như là có thể tương tác được với nó bằng một cách nào đó. Bạch Đường thì nhìn quanh thấy rằng rất nhiều cổ vật trong phòng này, có vẻ như là ông này để tất cả những cái đồ của mình như trưng ra rồi. Nhưng với con mắt tinh tường, những cái với con mắt nhìn cái ra tiền để lấy số tiền, những cái đồ này vẫn chưa hoàn toàn là những cái xịn sò nhất. Có thể ông ấy vẫn có một cái kho tàng ở đâu đấy, nhưng mà Bạch Đường thì chưa phát hiện ra. Thì ông quản gia sẽ tiếp mọi người trong cái việc đi tìm hiểu này. Mọi người muốn đến đâu trước thì có thể nói. Tới chỗ cô đi lại tập luyện đi. Tôi nghĩ như thế. Mọi người thấy thế nào? Nghe hợp lý đấy. Thầy Ogin đã ghi được 5-6 cái headline rồi. Ok, let's go. Mọi người đến chỗ, mọi người sẽ quay ra cái phòng giáp chỗ cô đi lạc tập luyện thì sẽ là trên sân khấu, và trên sân khấu chính hiện giờ đang có người khác tập luyện. No. Vẫn là rehearse, là tập đi tập lại cái vở kịch sắp tới. Khi mà mọi người vào thì cái cũng thấy là đang giữa một cái phân cảnh nào đấy, có nhạc giao hưởng nổi lên từ những cái dàn nhạc ở dưới sân khấu và tiếng hát véo von của nam chính. Nhưng mà mọi người nhận thấy là có những đoạn nam chính dừng và có vẻ như là nữ phụ đang vào thế tạo. Mọi người có muốn tìm hiểu gì, tương tác thế nào? Con mèo cứ nhìn xung quanh thôi, kiểu trên sân khấu nha, phải có cơ chế đúng không ạ? Cơ quan kiểu thò lên tục xuống. Đúng, có những cái người thay đổi background rất điêu luyện. Có nơi trong nhìn tôi con rồng này nhé. Tôi đi vào trong kia tí xíu, đi vào cánh gà. Quản gia sẽ nói khi mà Liêu đi, vở kịch đang diễn ra, nếu mà anh đi ra đi vào thì xin hãy nhẹ nhàng thôi, và đừng đứng trước giữa đường mà mọi người đi, tại vì sau cánh gà là mọi người cũng phải chạy mệt lắm đấy nhá, kiểu đạo cụ, okay, background các thứ đi ra đi vào, rồi thậm chí các cái nam nữ diễn trên sân khấu cũng phải chạy vào thay đồ rất là nhanh. Không, tôi đi nhanh thôi, đi vào cánh gà sẽ kiếm phục trang cái gì đã, có một cái phòng phục trang đúng không ta? Có. Đó, đi vô đó gặp cái người quản lý cái phòng đó, hỏi là cô đi lạc lúc cuối nó mặc bộ nào. Chắc là anh là một trong những người mà điều tra viên đã mà ông Thanos đã nói là có thể đến hôm nay. Cô đi lạc trong cái buổi tập dừa lúc cuối thì cô mặc những bộ mà của trên sân khấu thôi. Còn khi mà đi về thì cô có mặc đồ thường ngày của cô ấy. Thường thì cô ấy hay mặc đồ cũng gọi là không phải là quá cầu kỳ. Thường có vẻ là cô ấy trân trọng sự thoải mái hơn. Tất nhiên lên sân khấu thì bọn tôi luôn chuẩn bị hết đồ cho cô ấy rồi. Nhưng mà thực ra thì cô đi lạc thì có vẻ như là cô đã đặt thiết kế riêng một cái bộ váy đỏ rất là lộng lẫy. Và bộ đấy thì cô ấy nhất quyết, cái bộ của nữ chính trong cái cảnh mà climax ấy, thì cô nhất quyết là làm một cái bộ riêng, tự đặt riêng, và ông Thanos cũng phải đồng ý. Và cô ấy thường là cất bộ đấy ở nhà chứ không để ở phòng đạo cụ. Con mèo nó đính hơi rồi đúng không ta? Nó ghi nhớ mùi rồi. Ok. Ok, em sẽ yêu cầu là cho tôi xem cái bộ mà cô đi lạc mặc lần cuối. Nhớ được cái mùi. Use all the info. Mèo hay chó? Mèo. Đây là con mèo. Người ta đánh giá bạn ơi. Cái cô làm trong phòng quản lý đồ cô tôi chỉ ghi nhớ mùi thôi, tại vì tôi là con mèo. Tôi là con mèo. Đúng là những điều tra viên có khác. Là con mèo. Anh xong chưa, có cần xem cái bộ nào không để em còn
chải chải mấy cái lông còn dính còn lại một tí. Ok, không, tôi chỉ cần như đây được rồi. Tôi cảm ơn cô. Bỏ ra một đồng bạc kiểu thì này không ai biết cả. Đừng làm bất chấp. Việc này không ok. Oh, ok. 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 Rồi xong rồi okay, liều đi thì cô ấy bắt đầu chải chải lại mấy cái quần áo. Chắc là Bạch Đường ở ngoài nhìn con rồng kiểu đứng một chỗ nhìn mọi người làm gì đấy, nó không hiểu, nó kiểu bị mệt mỏi và nhàm chán ấy. Chắc là sẽ kiếm một cái ghế nào ở đoạn đầu sân khấu mà có người của đoàn kịch, kiểu chắc là cả đạo diễn này kia đang đứng chỉ nữa, mà kiểu cười xuống kiểu hello. Ông sẽ quay sang mà gì đấy, cũng có một vài người. Kiểu đạo diễn thì vẫn đang ngồi vuốt cằm này, xong rồi nhìn, xong rồi so với cái tờ script kịch bản, cũng đang hò hét gì đấy. Cũng có một vài người khác ngồi bên cạnh thì sẽ có một người trả lời được và một vài người ngó ngó, nhưng mà xong cũng quay lại nhìn vở kịch. Là Đường sẽ kiểu bắt đầu ngồi thoải mái các thứ rồi vào cái chế độ kiểu tán phép tán dóc ấy. Bắt đầu hỏi bảo này hay nhỉ, tôi hóng hớt đến đây tìm kiếm điều tra cái cô đi lạc nào đấy. Không biết đó. Nhưng mà chính xác bảo này hay, may quá xẹp mất tiền đấy. Ok. Cho cái chức nào ở đây nhỉ? Đang nói chuyện với Bạch Đường đây nhỉ? Rồi, một cô quay ra, đây là cô chỉ đạo background của trên sân khấu. Thì rõ ràng là phải hay rồi. Vở của ngài Christian Thanos mà về một cô thiên nga đang lạc loài và sau đấy tìm được cái mục đích của mình trong cuộc đời này, trong cái biển thiên nga này. Đường thì cũng không hiểu lắm, cứ kiểu nó kiểu không quay giọng. Thế cái cô đi lạc, cô nó chính đâu nhỉ? Quên mất. Cô đi lạc bình thường cô ấy như nào nhỉ? Kiểu về tính cách của cô ấy, tôi muốn tìm hiểu thêm. Tại nghe nói cũng là diễn viên nổi tiếng, mà muốn có ngay đấy không được à? Cô ấy à? Cô ấy thì cũng là một người khá là nhỏ nhẹ, mà lịch sự. Có vẻ là cũng mới được ngài Thanos chọn gần đây thôi. À, trước đây thì cũng không nghe danh tiếng gì lắm, nhưng mà từ cái lúc mà tên của cô ấy lên cái tiêu đề của vở kịch này là cô ấy bắt đầu nổi như cồn này. Nhưng mà được cái là cô ấy cũng không có vẻ gì là quá tự cao tự đại, làm việc cũng khá là ok. Thì mất tích hay thế. Thế bình thường có ai ghét cô ấy không mà sao? Tôi nghĩ là một người mới nổi lên nhanh như thế chắc nhìn ghét lắm. Thì cũng có thể gọi là như vậy, cũng sẽ có người ghen tị như thế. Mọi người sẽ có một sẽ có một ông ở bên cạnh sẽ cũng là xì xồ tôi dầm cá là cái cô nữ phụ ghét lắm nha. Cô đã được mấy năm rồi mà tự nhiên có cái tài năng tài lẻ gì từ đâu ra, ông Thanos sống trọn này. Tôi mà phải đoán ấy, tôi nghĩ cái cô nữ phụ liên quan gì rồi. Sổ ôi, thấy giỏi không? Ngồi đây mà tôi làm việc luôn của cảnh sát, chả hiểu bọn kia làm cái gì. Đường quay xuống kiểu xì xa kiểu, hợp lý nhỉ. Thế cô nữ phụ là cô nào? Giỏi lắm không mà sẵn một trọng nhỉ? Chẳng lẽ thế, kém cô đi lại nhỉ? Thấy cô ấy đang ra vào sân khấu kìa, đang tập dượt thay nữ chính đấy. Trông cũng xinh xắn. Năng động mà bác. Thế là nếu mà cô đi lạc không phải được, cô này lên nữ chính đấy à? Thì thế thôi. Mà ông Thanos là ông không thích làm đâu. Là tôi nghe thấy giọng hát cũng như nhau, chả hiểu ông kia nào bảo là có thần hay không, nhưng mà chắc chắn là ông ấy nghe được cái gì đấy mà tôi không nghe được rồi. Một đại danh hào cơ mà, một người am hiểu tất cả các loại nghệ thuật. Mấy anh chị cứ làm việc kiếp anh em, cố lên công diễn rồi. Đứng lại đi đâu khác. Có ai hiện tại đang làm gì khác trong cái phòng chính này không, sân khấu chính này không? Thì cô Ron nãy giờ đi theo sau Đường thì cô ấy cũng nghe được gần hết rồi. Ai định sẽ đi nói chuyện với nữ phụ một tí, nhưng mà không phải danh phận của một cái thám tử. Ok, nói chuyện với nữ phụ thì sẽ phải đợi khoảng cho là nửa tiếng nữa. Đấy, có em hỏi ra thì sẽ phải khoảng nửa tiếng nữa mới nói chuyện được với nữ phụ. Coron mới quay lại kiểu sau khi họ quản gia xong thì Coron mới thì thầm thấy với quản gia một cái là
Nếu hồi ông dắt tôi đi nói chuyện với nữ phụ thì đừng có nói tôi là thám tử, cứ nói là chủ của ông kiếm được một người thay thế mới cho vai nữ chính. Quái muốn thăm dò thử. Một cận khá là táo bạo đấy. Ok. Đường tôi sẽ có thể nói dạy. Đây, tôi là vệ sĩ. Con mèo đi ra thấy con rồng với lại con đang ngồi đó thì đi lại ngồi xuống hỏi là sao con rồng này nay có quậy gì không, nãy giờ nghe nhau gì không? Yeah. Ổn chứ? Coron liếc Leo kiểu cô ta còn giúp ích được nhiều hơn cậu, nãy giờ kiếm được cái gì rồi? Tôi kiếm được cái mùi. Tôi biết là cô ra có một bộ váy bum sắc canh lá bum ở nhà. Cậu lại đi hủy tùm lum mọi thứ nè. Yêu là mèo mà cô mong chờ gì ở tôi chứ. Rồi ngoài cái đấy kiếm được cái gì nữa chưa? Có ai ghét cô ta không? Rồi sao cứ cậu cứ bị cái gì ấy? Thôi để thế bây giờ làm gì nữa nè? Thì bây giờ như vậy này. Thì đại khái thì nó có cái rumor là có người ghét cô ta rồi. Thánh tử đại tài, cậu suy ra cái gì đi. Nãy giờ biết bao nhiêu thứ, tôi không nghĩ là cậu chưa suy ra được cái gì hết. Làm cái gì đó đi chứ. Sẽ có người hãm hại cô ta. Có thể nữ phụ. Có thể người ta muốn vai diễn của cô ta, người ta hại cô ta. Đi nói chuyện với nữ phụ. Nhìn tay mình kiểu tại sao mình lại bị thằng này bắt nhờ. Nó vẫn đoán đúng. Nó chỉ không có lý do thôi. Nó đúng. Đồ gác. Đi chúng ta đi gặp nữ phụ thế nhỉ. Owen có tìm hiểu gì thêm không? Nếu mà mọi người đợi 30 phút để nữ phụ xong, hoặc là nếu cũng kiểu tìm những cái thông tin tương tự thì vẫn sẽ cũng tìm như thế kia. Hoặc là có cách tiếp cận nào khác không thì có thể nói em. Đi kiếm drama đi anh. Đi kiếm drama. Drama đi. Kiếm drama đi. Kiếm drama đi anh. Khè drama đi anh. Không drama, anh có drama. Anh là nhà báo mà, anh phải có drama chứ. Anh phải đánh hơi được drama. Tạo ra drama cũng được anh. Tự mình tạo, tự mình hết. Ê, còn thằng bạn trai tự nhiên mất sao? Là bạn trai á. Tao nghĩ là con nữ chính này có lùm xùm ông tác giả, không thì thành bạn trai bắt nữa. Là tôi không nghĩ như thế. Báo nhà báo. Tôi nghĩ là ông bạn trai bắt cóc nữ chính. Đúng rồi. Đúng không? Mà hiểu sao? Con bạch đằng. Một người quá nhiều sự chiếm hữu, muốn bạn gái mình là của riêng mình à? Tao nghĩ lắm, tự nhiên con bé không có danh tiếng thì nó buồn buồn. Được cho ngay quả nhất. Hợp lý nha. Tiêu đề diễn viên nổi tiếng muốn ngủ với tác giả. Mình tham gia hơn không? Bạn trai lên cơn tam bành giết dấu xác. Ủa thế mọi người ở đây có biết về bạn trai của cô này không ta? Có khi là biết, nhưng mà đang trong vở diễn cho nên cũng chả biết hỏi ai. Diễn gì dài thế khiếp. Tôi nghĩ quản lý của ta biết. Rồi quản lý của cô ta đâu? Quản lý đâu? Hỏi ông quản gia. Là ông quản gia là quản lý của ta. Hay đâu luôn. Just asking. Qua hỏi đi. Bạn là thám tử mà. Ok. Ông quản gia sẽ trả lời là cô ấy mới nổi nên là có vẻ chưa thuê được quản lý. Và trong này thì tôi cũng phụ giúp luôn thôi. Ông biết mặt bạn trai của cô ta không? Ý là một vài đặc điểm nhận dạng. Địa chỉ nhà cũng được. Ông ấy cười mỉm một cái. Việc của tôi là biết tất cả mọi thứ về các diễn viên. Hay đấy. Ok. Tôi có thể cho mọi người địa chỉ của bạn trai này. Tôi cũng có biết mặt, cũng có thấy. Wow. Okay. Thế cái cô diễn viên phụ thì sao? Đường kiểu nói với này. Cô diễn phụ, tôi cũng có biết nhà của cô ấy. Tôi nghe nói là cô đi làm ghét nhau lắm hả? Có một... Nói ghét thì cũng không phải, nhưng mà cũng có một cái sự căng thẳng nhất định giữa hai người đó. Nhưng mà có vẻ là trước mắt mọi người thì vẫn cứ chị em tay bắt mặt mừng. Chỉ là sau lưng thì thỉnh thoảng tôi có nghe cô nữ phụ hơi mỉa mai gì cái tài năng cô kia một chút. Lúc mà cô đi làm bắt cô nữ phụ có vui không ta? Chợt 15.
Tôi cũng có thấy một chút sự vui vẻ nhất định của cô ấy. Khi mà nhận được tin là cô ấy sẽ thủ vai nữ chính thì cô ấy cũng cười phớ lớn. Anh ấy kiểu nhìn ra con mèo đứng bên cạnh kiểu mày thấy tao ngoan chưa? Thì không nói ra kiểu tao xứng đáng được ăn sáng. Và vài nốt nhạc cuối cùng cất lên, vở kịch kết thúc. Mọi người bắt đầu vào kiểu thay hóa trang và ông đạo diễn bắt đầu nói một chút về những cái thứ chỗ có thể cải thiện. Sau rồi mọi người bắt đầu nghỉ. Ông đạo diễn hô lên là nghỉ 30 phút. Thì con rồng sẽ kiểu điên trước kiểu rình kiểu để dẹp đường các thứ. Vệ sĩ. Vệ sĩ kiểu đây là diễn viên mới thay những cái chính không rình à, dẹp cái nào, nhà nào. Ông quản gia cũng sẽ đi theo và sẽ hỏi cô Rô là cô vẫn muốn tiếp cận theo kiểu đó đúng không? Ê, thì tôi là nhà cô báo. Gật đầu. Nhà báo bắt đầu kiểu bích miếng các thứ. Khi mà đến chỗ nữ phụ, có vẻ cô này đang chuẩn bị là thay khỏi đồ để gì đấy thoải mái hơn một chút để nghỉ ngơi. Thì ông quản gia nói là nữ phụ, cô... tôi xin lỗi. Giờ cô đang thủ vai nữ chính rồi. Nhưng mà thực ra thì ông Thanos, ông có mới tìm được một cái tài năng mới là tôi đang suy nghĩ nói với đạo diễn với cả các cái bên liên quan. Có thể là vai nữ chính, ông Thanos nghĩ là hợp hơn một chút. Và ông ấy chỉ ra phía Kuron. Thì Kuron mới kiểu bước lên trước, kiểu chào giả lả với nữ phụ, kiểu chào tôi đến đây để được hướng dẫn là nhận lại cái phần công việc mà cô đang làm. Tôi sẽ diễn cái vai nữ chính của cái vở này. Không biết là mấy buổi tập dợt hôm nay thì cô có thông tin gì về việc là chỉnh sửa kịch bản hay gì đấy, mong cô giúp đỡ. Nhưng mà cái giọng nó rất là kiểu khích đểu, kiểu tao nhận được cái vai diễn này rồi, mày mất vai rồi. Cô này nhìn xuống với ánh mắt kiểu thế nào nhỉ? Trợn tròn. Lúc đó nhiều cung bậc cảm xúc đi qua mặt cô ấy, là ngạc nhiên và xong đến gì nhỉ, ignorance, không công nhận, từ chối, là không tương nhiên công nhận hiện thực, không hề có một cái gì đấy là bực tức nhìn từ trên xuống dưới của Koro, không nói chuyện trực tiếp Koro mà nói với ông quản gia, tại sao ngày Thanos lại có thể có một sự thay đổi đường đột như vậy được, còn có mỗi 2 ngày thôi mà, tôi tưởng ông ấy yêu thích sự hoàn hảo. Quản gia nữa là thì đúng, tôi yêu thích sự hoàn hảo. Ông ấy nghe giọng của Thanos đi ra từ phía sau. Mà tôi thấy rằng Koro có một tiềm năng rất lớn. Khi mà nhìn vào một âm hồn nghệ thuật, tôi có thể thấy rằng ông ấy bước vài bước bắt đầu từ phía sau mọi người, xong rồi bước vào giữa cuộc nói chuyện, nhìn thẳng vào Koro. Cô gái này một tâm hồn nghệ thuật dâng tràn, có cái muốn, có cái thần. Quay sang nhìn cô nữ phụ, cái thứ mà em hơi thiếu một tạ. Thế nên là tôi nghĩ có thể Kuro sẽ là một nữ chính tốt hơn. Tôi đang nghĩ đến việc đưa kịch bản cho cô ấy để cô thử vai ngay hôm nay. Quay sang nhìn Kuro một cái, Kuro nói gì không? Kuro kiểu tôi rất cảm ơn vì sự công nhận của ông, nhưng mà có vẻ vài người không thích tôi ở đây cho lắm. Thấy nữ phụ bây giờ có sự xuất hiện của Thanos là hơi rén hơn một tẹo, nhưng mà mắt vẫn, trong mắt vẫn có cái gì đấy là khó chịu. Được rồi, nếu mà ngài Thanos đã nghĩ vậy thì dạ vâng, vậy thì em sẽ em sẽ kiếm lại cái hỏi đạo diễn lại cái những cái lời thoại của nữ phụ, vai phụ. Cô ấy quay mắt đi và bước ra khỏi cái chỗ mà các diễn viên. Có vẻ bây giờ cũng đang hơi bất đông một tí rồi. Mọi người bắt đầu đi ra chỗ phòng nghỉ hoặc là đi ăn uống gì đó, uống nước nghỉ ngơi. Khi mà cô nữ phụ đã rẽ qua cửa và khuất bóng, Thanos nhìn sang. Khiến cho nữ chính mới hoặc là nữ chính thế thay thế của tôi đi qua một cái cung bậc cảm xúc không lành mạnh như vậy, tôi hy vọng là có lý do chính đáng nha.
Đường sẽ đứng ra kiểu lý do chính đáng mà, yên tâm. Tôi rất vui nếu tôi được đi loanh quanh một chút. Rồi bây giờ phải phân bua với con mèo là tao hứa tao không đi đâu cả. Tao cống hiến vì cái sự nghiệp này. Mới để tao đi đi. Moron, kiểu tôi đi với cô. Ông kia, cái quay ra nhìn Thanos kiểu, mặc dù một con rồng nó kiểu mắt long lanh thì trông nó không đẹp lắm. Nhưng mà tôi được rồi. Sao? Nhìn tôi có ý gì vậy? Liệu chúng tôi có được đi vào chỉ là cái hướng mà Đức Phụ đi vào ấy, phòng nghỉ của diễn viên thế? Tôi nghĩ là làm phiền cô nữ phụ à, vậy là cũng hơi quá rồi. Thế với tôi hùa theo, tại vì nghĩ là mọi người có thể tìm được thông tin gì đấy, nhưng mà cũng không nên làm ảnh hưởng đến tâm lý của cô ấy quá. 2 ngày nữa vở kịch diễn ra, đây vẫn là phương án dự phòng của tôi. Nếu mà cô này tâm lý không ổn định, có khi lại không hát được. Yên tâm, tôi hứa là tâm lý cô ấy sẽ ổn định, tôi không làm gì cô ấy hết. Người đời thì cậu vũng tay một phát đường tàng hình. Đến đây thì tôi xin phép là việc này tôi không đồng ý. Trong giới nghệ thuật tôi hiểu những cái thứ này cũng liên quan không ít thì nhiều. Tôi hy vọng là với những cái thông tin mọi người có được vừa rồi là đủ rồi. Xin từ chối việc tìm kiếm thêm và quấy rầy cô nữ phụ. Vậy chúng tôi có thể sử dụng phòng nghỉ của cô nữ chính được không? Rồi sau khi suýt thì mất một phép level 2, định tính là mất cho anh. Em có muốn mất không? Em có muốn trong cảnh lấy cát rồi không? Không, tức là sẽ kiểu đang uống là xì bùa. Đang uống là xì bùa, ông ấy đặt xuống thôi đừng. Lại hiện giận ra. Rồi thôi chưa mất. Okay. Bạch đường sẽ khá là cáu. Không vì lý do gì cả, nó cáu vì bị từ chối thôi. Mình cứ đang kiểu mình bắt đầu chắc đi theo mọi người. Khi mọi người Mỹ đi vào phòng, cô nữ chính với ông quản gia cũng dẫn đầu, thì ông Thanos nói với theo: cô Rô, những gì tôi nói lúc nãy cũng có phần thật. Tôi thấy trong cô một chút gì đấy. Nó nhen nhóm, nhưng nó ở đó. Một tâm hồn bay bổng. Đó là những thứ tôi tìm kiếm ở những diễn viên đại tài, những nhạc công, những người am hiểu, tường tận và hết mình về nghệ thuật. Nếu cô muốn thử thách gì đó, có thể đến tìm tôi. Cô ấy nhìn ông Thanos kiểu có một chút gì đó gọi là hy vọng. Nhưng mà sau đấy thì nó biến mất. Cô ấy cũng chỉ lắc đầu và xua tay. Sau đấy gọi mọi người là tiếp tục công việc thôi. Đừng để Ogin nghĩ em thật quá nè. Mẹ lão này khẩu vị mạnh ấy. Con mèo. Chim, một con chim là chim thiên nga. Mình nhất rồi mình đến rồi. Nào, đến phòng nữ chính. Mọi người đến phòng nữ chính. Một căn phòng gọi là thoải mái để nghỉ ngơi, không phải là rộng quá nhưng mà như là cũng có đầy đủ các cái tư trang, và cũng có một cái bàn trang điểm ở giữa khá là ngăn nắp, sạch sẽ, và có vẻ như là cũng trong phòng này đủ để một vài người giúp đỡ cô nữ chính trong việc hóa trang và lên trang phục các thứ. Mọi người có muốn tìm gì cụ thể không? Tìm xem có sổ ghi chú hay cái gì đó của nữ chính không? Tìm ảnh vẽ các kiểu. Anh Hoàng đang nói trách kiểu gì? Tìm ghi chép ảnh rồi các thứ. Mọi người, từ Leo vừa nói gì nữa không? Không, đây là chỉ là tìm ảnh. Mọi người thấy cái... ok, mọi người cứ lan chung một cái investigation. Cả ba, nếu mà cả Bạch Đường cũng lăn thì em cũng muốn tìm, có thể lăn. Tất cả mọi người có thể lăn investigation. Và những ai từ 16 trở lên thì nói với Thiện. Em 16? Ở dưới toàn nắp 1 không? Ôi trời. Cái gì vậy mà? Đan 1 à? Cả ba đan 1 à? Đan 1. Cả ba đan 1. Em cũng nắp 1, em được 2 lận. Em 16 nát rồi. Hai. Nát 2. Nát 2. Oh god. Với ánh mắt của mình, cái sự tìm tòi, có vẻ như là mọi người đều đang nhìn cái này. Cái đèn ở đây, cái tường ở kia, cái giấy dán tường chỗ này. Covers lồi ngăn kéo ra. À. Trong này trong này có một cái ảnh, không phải ảnh, thời này không có ảnh, một cái tranh vẽ
của có vẻ như là những một cái miêu tả khá giống với cô đi lạc này, với cả cái cậu, một cậu khác đứng bên cạnh. Có vẻ trong cái cử chỉ của hai người này khá là thân mật với nhau, ôm nhau. Nhưng bức tranh này đã bị vỏ. Chắc thân mật. Là cái này là kiểu là tận ở bên trong của cái ngăn kéo. Cái này đúng là ngủ với đạo diễn bị đạn trai cãi nhau chia tay nha. Làm nhà báo bao năm nay trai nào chọn đấy, chọn đấy. Xong rồi bạn trai mình là tức lắm để tìm đến tận nơi này bắt về là giết dấu sạch. Tôi nghĩ là tên bạn trai kia ngoại tình xong rồi cô này biết. Cũng có thể. Thằng bạn trai đứng quỳ bên thằng con bé mình biết trước nhỉ. Chúng ta ngoại tình thì còn gì bắt cóc con bé đấy. Nhưng mà thằng ấy mất, con bé mất tích xong thằng mày biến mất đúng không? Đúng rồi. Thì tức là ngoại tình xong rồi cô đi. Hoặc là bây giờ nhé. Có ông quản gia đấy thì có thể trả lời câu hỏi đấy là không rõ hoàn toàn thời gian mất tích của hai người, tại vì có vẻ như là cô đi lạc không liên lạc được từ khoảng 2 ngày trước, còn bắt đầu tìm về cái cậu bạn trai kia thì cảnh sát mò đến có 1 ngày trước thôi. Tức là cậu bạn trai kia mất tích sau cô đi lạc đúng không? Ông có để ý là kiểu biểu hiện của cô ấy có gì lạ không trước khi mất tích đấy không? Diễn viên là một diễn viên làm sao để lộ được cái điều đấy. Thì nếu mà có vấn đề về tình cảm thì người ta rất là hay kiểu biểu diễn bị lỗi, tôi nghĩ thế. Cô khá là chuyên nghiệp, tôi nghĩ đấy cũng một phần là lý do tại sao Thanos chọn cô ấy, mới để hết tâm vào trong cái nghệ thuật này khi mà cô ấy chạy ở trên sân khấu. Những cái lúc mà cô ấy ở riêng tư thì cũng không soi mói quá nhiều, nhưng mà cũng có vẻ đúng là hơi có gì đấy hơi lùm xùm với cậu bạn trai này thật. Mình bắt đầu kiểu kéo Win kiểu nhà báo ra nguồn cảm nhận kiểu đấy nha. Tức là cậu bạn trai này ngoại tình, xong cô đi lạc ra bắt được này, xong cậu lại mặt bạn trai kiểu bênh người thứ ba, xong giết rồi giấu xác rồi. Thiện bật nhạc phá án nào. Coron kéo Leo ra một góc rồi nói: vậy bây giờ nhá, chúng ta có 2 nghi phạm, mình đi tìm tới nhà tên bạn trai trước. Nếu mà không có manh mối gì thì tối nay tựa lại đây, giả vờ như là đang tập lượt. Tại vì nếu như mà có ai thật sự nhắm đến cái vai chính này mà giết người thì có thể người tiếp theo mà người ta muốn khử là tôi. Có thể. Cậu nghĩ sao? Ổn không? Nghe có vẻ ổn đấy. Nhưng mà con không ở đây một mình. Tôi sẽ đi theo. Tôi sẽ kể Trang thành một người gì đó. Tôi là mèo mà. Nhưng mà hai người thì rất là khó để người ta ra tay. Tôi không nghĩ là có nhiều con mèo làm thám tử đến thế đâu. Không, tôi cũng không nghĩ là nhiều con mèo tự nhiên xuất hiện ở thành phố là nhiều hơn thế đâu. Cậu vừa cho cả nhà hát này biết cậu có thám tử. Nếu mà cậu theo thì tôi cũng có cách. Carol mới kiểu chạm tay lên vai Leo. Kiểu cái người Leo bắt đầu từ từ tan hình, nhưng mà sau khi cô ấy giật tay ra thì cô ấy có hình là trở lại. Tôi cũng biết làm cái này đấy nha. Trời bé. Một con mèo tan hình nữa còn gì tuyệt hơn gì. Chơi sao cả tim tan hình. Gosh. Chơi sao thôi ai cũng mất hình nữa. Rồi bây giờ cho chúng tôi xin địa chỉ nhà của tên bạn trai đi. Ok, đã có địa chỉ nhà tên bạn trai. Rồi. Có vẻ như là ở một cái xưởng làm gỗ hay gì đấy. Tại vì trong cái làng này thì vẫn có những người làm các một số nghề khác. Không, làm bảo cụ. Không nhiều nhưng mà. Đây, cho xưởng làm bảo cụ đi. Xưởng, ok, xưởng làm bảo cụ làm mấy cái đồ kiểu cắt gỗ gì đấy, cắt biển, cắt background. Đừng bị đề ra vu. Từ từ nha, em muốn quan sát ông quản gia, coi có gì. Còn ra đi theo đi. Thì quản gia đi, quản gia đi theo, nhưng mà thì mình cũng nhìn được mà thì đi theo nhà bạn trai không? Ý là Leo đang nói gì, ý là vẫn đang đứng trong phòng á, thì muốn xem là quản gia có một cái dụ hình xăm, một cái vết sẹo hay là một cái gì đó nó lạ không? Bạn quyết định nhìn chằm chằm ông quản gia. Ok. Liếc thôi, kiểu liếc thì cho xin liếc. Nó vẫn kỳ vậy, nó vẫn quỳ vậy, nhưng mà ok. Ok.
like the judgment. Tôi đang phải biết. Ok, cho thiệt một perception. Perception. Oh, 9. Rồi nhìn đây nhỉ. Rồi, bạn còn ra nhìn lại. Rất trang nghiệp. Rất hết mình vì công việc hỗ trợ mọi người. Ok. Đoàn sẽ nhìn thấy con chim lính nhìn kiểu nhìn theo. Nó sẽ cả bốn người cùng nhìn theo con chim. Yeah. Con chim nhìn bạn mình xong kiểu cũng nhìn theo mấy nha cái kiểu bạn đang kiếm cái gì đấy. Cậu nhìn cái gì vậy? Trên mặt tôi có gì hả cậu? À mọi người. À chỉ là ông nhìn có vẻ giống một người quen của tôi. Không sao đâu. Không có gì. Ok. Không có gì đúng không? Không có gì. Thì không có gì. Nếu mà có lông chắc sẽ giống người quen hơn. Yeah. Not because I'm a cat. Ok, đi nha bạn trai. Thôi đi chơi. Ok, đi chơi bạn trai cho anh hỏi tí cái điểm wisdom của mọi người là bao nhiêu nhỉ? Ai cận tự tin là một người có điểm wisdom cao thì nói. Em 16, mọi người nhiêu? 15, 14. Không nên nói. Rồi 16 cao nhất rồi. Không, mình 16. Ok. Tại sao cao cái wisdom cao nhất? Nó cộng all in wisdom mà. Mười đấy. Đâu wisdom nên có 10. Wisdom có 10 á? Ừ. Ở đâu? Passive wisdom hay là cái nào, hay là wisdom gen start? Wisdom thường, wisdom gen start. Wisdom gen start thì là 10 thôi. Em 15. 10 hả? 14. Yeah. Ok. Ok. Đường vừa bảo 15 nữa. Vâng. Ok. Rồi, mọi người tiếp tục. Ồ. Mọi người nhìn điện cười là có vấn đề nè. Oh god. Chạy kịp không mọi người đi về nhà. Đi qua nhà bạn trai nè. Đây. Rồi tin đủ rồi. Về về hay bán được rồi. Ok, còn con mèo đi vào nhà bạn trai nào. Nó chùm cái mũ có đen lên. Đây là đang sáng hay tối? Bây giờ đang là gần trưa. Trưa. Ok, trời nắng chùm mũ lên đi quý bụp. Mèo không có dark vision. Mèo không có dark vision đâu. Mèo có dark vision. Không có. Có. Chưa mà liên quan gì. Buổi trưa con mèo chùm cáo màu đen đấy. Chúng ta vào đây. Đi thôi. Mọi người đến đâu? Nhà bạn trai. Nhà bạn trai. Đó nha. Đến chỗ, khi mọi người đến chỗ của nhà bạn trai thì thấy là một vài người cảnh sát đang ở đó. Nhưng mà với có vẻ như là những lời báo của ông quản gia, hiện tại thì không đi cùng mọi người nhưng mà cũng có báo trước thì có vẻ là cũng biết có một nhóm thám tử trông như thế này. Con mèo, có con rồng, có thằng người, có con quạ. Sở thú. Đấy. Sở thú. À, đúng bọn này rồi. Rồi, nếu mọi người mà muốn có tìm hiểu gì thì cứ vào thoải mái, nhưng mà đừng có xáo trộn gì quá. Người dân xung quanh cũng dạo này cũng đang lo lắng các kiểu. Không biết là có vấn đề gì đây không? Trước khi đi vào thì con Leo kéo tay con ở lại. Kêu là lúc ở trong phòng kia tôi có thấy một quyển sách có vẻ là lạ, có vẻ ông ấy đang giấu một thứ gì đó trong phòng, một cái mật thất chẳng hạn. Tôi đi nhiều tôi biết cái đó là một, có thể là một cái công tắc dẫn tới một chỗ nào đó, cho nên nếu mà tối nay cô có ở lại đây tập vợt thì chúng ta đi cùng nhau và phiền cô cho tôi tàn hình để tôi lên trên đó rồi tôi check thử xem. Ở Win the Chain đầu vào lúc nãy với thằng quản gia tao không tiện nói. Đặc sản đang nói chuyện thì ở bên trên đầu vào. Đấy, người ta tao nói. Tao nghĩ okay. Thằng nhà Văn này này, nó bắt cóc con kia. Xong thằng bạn trai tìm đến nó xử luôn thằng bạn trai. Không phải con rồng bỏ đầu vào. Tôi cũng khá là nghi ngờ ông quản gia nha. Tôi cũng kiểu quản gia nha. Ông ấy biết tất cả, nhưng mà tại sao nó? Nó có một cái gì đấy. Nhiệm vụ của ông ta là biết tất cả về các diễn viên. Nhưng mà nếu như bình thường một tổ điều tra tới thì họ sẽ lục soát tung chỗ đó lên, nhưng mà không, ông chủ lẫn ông thằng quản gia đó nó không cho chúng ta đi lung tung, tức là nó chỉ muốn đi những cái địa điểm có địa điểm mà local ngoài họ, trong đó nó đang giấu một thứ gì đó, tôi nghĩ là như thế. Con dấu chắc chắn là có dấu, chắc chắn có dấu. Nhà ít đồ như vậy được, nhà không thể nghèo cái này được, không phải giàu hơn nữa. Nó không phải là như thế.
em hỏi tên Thiện thì em hỏi em chờ tí xíu là cái thầy này nó có súng chưa? Chưa, có nỏ rồi. Chưa, có nỏ rồi. Ừ. Không dùng đạo cụ được rồi. Nó có hang đồ cho anh kiểu cái thứ Sẽ có nỏ đạo cụ. Ừ, nỏ đạo. Tim phân đĩa hang. Tim phân. Ừ. Yeah, thôi. Cho nên là bây giờ như thế này. Tối nay tôi là sẽ đi vào đó diễn tập. Ai có phép tàn hình? Tôi không có nhưng mà cô ta có thể cắt cho tôi được. Ai có phép tàn hình? Ai có phép tàn hình? Tất cả mọi người đều có phép tàn hình đúng không? Ok, bây giờ như thế này. Tối nay khi mà cô ta đi vào, mai chúng ta cắt phép tàn hình sẽ đi vòng quanh vô đó. Nhớ là đi nhẹ, tôi là mèo, tôi cũng cẩn thận. Nhớ là con rồng to xác. Không hôm nay đi dần nữa. Có anh có. Anh con rồng này có. Con rồng của nay đi dần. Con rồng là người đi dần. Tôi là người của nay đi dần. Thôi mù rồi. Thôi đuôi rồi. Không. Rồi mày để lại bảo vệ. Ủa con ấy để bảo vệ. Hoặc là cho con rồng đi chung với lại con nè. Hai người nữ đi chung với nhau thì nó ổn hơn, vui hơn. Thật ra tôi có thể ở một mình. Không. Nó phải suy nghĩ một lúc. Không. Đúng. À đỡ phải không này. Tao biết là bọn này đang phải trông mày, tốt nhất là đừng đi chung bọn tao nữa. Con mèo phải trông mày đấy. Chúng ta phải trông con mèo chứ không? Tại sao? Tôi là tội phạm, cô là tội phạm gì? Nhưng tôi làm được việc hơn anh. Cô ta làm được việc hơn cậu. Bây giờ có đi không? Cãi nhau lắm. Rồi chuyện bàn sau. Vào làm việc chính nhất. Đấy là câu chuyện diễn ra trên đường từ nhà hát lớn đến nhà của anh. Thế bạn trai. Ok. Mà khi đến nhà bạn trai này, mọi người thấy là có vẻ đây một cái xưởng làm đạo cụ, thứ đồ gỗ và đồ cho sân khấu diễn. Khi mà vào xong cái chỗ cái phần nhà làm xưởng thì các cái đồ vẫn là khá là ngổn ngang, đang làm một số thứ các kiểu, không có gì quá đặc trưng cả. Và khi mà mọi người đi vào sâu hơn bên trong, có vẻ là cũng có dấu hiệu của cửa bị phá rồi, khá là chắc là do cảnh sát vào tìm hiểu. Vào trong thì có căn nhà khá là sơ sài, có một phòng khách, một phòng ngủ hết. Phòng khách thì ở chung với kiểu để nấu ăn, bếp các thứ luôn. Con rồng sẽ huých sang con mèo, hít đi. Con mèo kiểu đang tìm mùi của gorilla ở trong cái căn nhà này, tại vì có lẽ là cảnh sát là mô tô nó sẽ không nhìn thấy mùi được, nhưng mà con mèo sẽ kiếm mùi bò dưới đất như bắt đầu bò xuống rồi kiểu như thế. No, tại sao nó được vì kiếm đi xung quanh vậy? Đó là mèo. Nó bò xuống. Oh why, thì đó là mèo. Mùi của con này thì phẳng phất trong phòng khách. Và trong khi mà ngửi tiếp thì ở trong cái tủ đầu giường chỗ phòng ngủ cũng có mùi, nhưng mà mùi nồng không? Nồng. Nó có mùi nồng. Ok, mở. Cái miệng mở ra. Không. Mở chưa từ từ. Mình phải mở đúng cách. Con nào có phép ta? Nhà có phép canh chip kiểu phải bố tôi là đét gì đó. Chiêu vô. Đây. Để cho tôi là đét gì đấy. Firebolt hả? Hay cái gì? Firebolt là nó vỡ đó. Con nào mày sai được ấy? Mày có quyền sai. Cô Ron thấy lâu quá cho nên là đi tới lấy cây sáo của mình móc cái ngăn tủ lên. Kiểu móc cho nó mở ra, cậy cho nó mở ra. Thấy okay, cũng được. Thấy có một số đồ tư, rồi một số dụng cụ làm đồ gỗ ở trong tủ
hết có vẻ là hết chỗ để đó, ông vứt ở đấy. Nhưng mà tại sao nó lại có mùi của cô Lilia? Why? Lấy từng cái nó có dính. Lấy từng cái dụng cụ lên. Không có, không có mùi. Đặt sang dụng cụ tiếp theo. Không có mùi. Dụng cụ cuối cùng không có mùi. Nhưng mà cái tủ vẫn có mùi. À. Cái bên dưới. Cúi xuống nó kiểu bên nhau còn gì không nhỉ? Cầm giường tự nhiên. Ồ. Theo như thế. Bạch Đường thì kiểu con nào nó cứ ít. Nó khẽ con mới biết. Xong rồi kiểu bị mất kiên nhẫn đi. Nhà Đường sẽ kiểu chộp phát tất cả tủ kiểu rình ở cái. Này. Bùm. Rồi cho anh một cái strength check. Oh god. Rồi xong rồi đi đi vội. Strength check. Ôi. Để xếp. 10 ạ. Ôi 20. Xin nát. Không có, không có advantage. 10. Nhấc cái tủ lên, cái tủ hơi nặng rồi, nhấc kiểu được một tẹo này. Gỗ tốt nặng. Con mèo đấy đấy thì phủ rồi anh sẽ cho luôn thành advantage. Cái advantage là bao nhiêu? 20. Rồi boom. Tủ nó bảo từ bùng một cái và có gì chứ bảo đây vỡ, nó vỡ ra. Từ cửa có ai cảnh sát ngó không? Mọi người ổn không ấy? Không sao đâu. Ok. Còn vấn đề gì bảo nhá. Ok. Người thấy là cái tủ vỡ ra. Và bên trong, bên dưới cái đống gỗ là một đống giấy. Giấy. Thư tình nè. Thư. Đầy mùi của cô này. Oh god. Đọc đi. Ừ. Ở Willena này mới thằng con này. Đọc. Câu chuyện tình của những hai bạn trẻ này quay lại từ 3 năm, 4 năm trước. Những cái bức thư giữ theo đúng thứ tự. Wow. Không còn đúng thứ tự nữa, bọn mày đập cái tủ ra. Nhưng mà vẫn có vẻ là được đặt theo thứ tự, ít nhất là có mấy cái sắp đúng trên dưới ngày tháng. Và chuyện tình này cũng có vẻ là khá là êm thấm trong cái thời gian khoảng 2 năm rưỡi, cho là 3 năm đi, 2 năm rưỡi. Và vẫn có những cái sự lên xuống bình thường của một cuộc tình. Nhưng mà có vẻ đến gần đây cô này bắt đầu thấy hơi bất lực hơn về cái tình trạng mà không có nghề ngỗng ra hồn của mình. Xong rồi đến tầm khoảng 2 tháng trở lại đây, thì cô ấy bắt đầu nói nhiều hơn về việc là đã tìm được cái gig với cái ông, có thể là cái ông Christian Thanos này. Xong rồi rất là vui mừng. Và cậu này cũng vui theo. Mà một vài cái thư sau đấy ngắt quãng nhiều hơn, không đều nữa. Nói chuyện thì có vẻ là hơi nhạt hơn một tẹo. Cái thư cuối cùng là đây khoảng 2 tuần. Thì nói chuyện rất là bình thường thôi, không có gì cả. Nói là dạo này không thấy em mấy nhỉ, em bận kiểu vậy. Chia tay rồi. Có người mới rồi. Thì là có thể cái giả thiết là cô này đi Sakalabum với lại ông đạo diễn, và thằng này kiểu đi kiếm. Sau đó ông đạo diễn hú tiêu cả hai. Đúng rồi. Không, thế tại sao chúng ta gọi ông quản gia nữa? Ông quản gia không thích tình trạng này. Ông quản gia ghen. Không, tôi không nghĩ như thế. Quản gia là dọa người chưa đi dọn dẹp thì thằng cho cái lão nhà văn này. Tôi nghĩ không phải là một người dọn dẹp. Là bây giờ nhé, đã có rất nhiều vụ mất tích rồi, vậy thì rất nhiều vụ mất tích ở các mọi nơi, vậy thì chúng ta có thể xem thử cái lịch trình của ông đi lưu diễn, tôi nghĩ nó sẽ có liên quan. Khó tìm của gì không là bạch đường sẽ kiểu nhíu mày với trước những cái suy nghĩ từ thần linh ban xuống của cái con mèo này. Nhà bạch đường sẽ đi quanh nhà
kiểu đi vòng vòng sát tường, sát cửa, các thứ đi vòng vòng, xem có gì đặc biệt không? Ok. Tạm thời thì cứ giữ cái đống thư tình này để đi, tôi đọc, tôi cũng có cái để đọc để được con này quy huyền cô giữ chùm. Để tôi giữ cho, để tôi cầm cho. Khi mà Bạch Đường đi xung quanh ngôi nhà, cho anh một cái survival hoặc là perception. Survival thôi. Hai cái là survival. 13. Đang đi. Đang đi còn mình biết quát. Đang đi. Survive. Giật cả mình. Survive. Thực ra survival là những cái kỹ năng kiểu liên quan đến sự sinh sống, sống còn gì đấy. Và với cái sự kiểu cái sự hiểu đời, bị sự kiểu chuẩn bị sống còn nó kiểu, thì nó liên quan đến việc là cũng đi vòng vòng bên ngoài, có vẻ là thấy một cái cửa sập đi xuống tầng hầm nhà. Khả năng bị gọi là nhà thiết kế rồi. Nhà có tiện thiết kế là đi được xuống hầm. Đường đi xuống không mà không nhìn được đường, tối quá. Cho con mẹ đi phương đi. Ngó xuống, tối quá chịu. Chịu. Cùng ngó đi đấy. Em ngó gì đây? Con cá đi gà, mèo kiếm đường, quy đi heo. Mèo, con cá nào đi? Đấy là ông nhầm con mèo. Đi theo anh em đi thôi. Rồi, đi thôi. Khi mà mọi người xuống đấy thì lại thấy thêm các cái xưởng làm các thứ, có vẻ dưới tầng này thì sẽ làm những việc mà nó kiểu sạch hơn một tẹo. Cái bên ngoài xưởng kia là làm những điều cắt ghét cái này. Trong này thì tức là mọi người tìm tòi một hồi, cũng kiểu là một cái kiểu hầm khá là nhỏ thôi, để kiểu gần như là chữ đồ hoặc là làm thêm những việc mà sạch sẽ hơn. Cũng có thấy có vẻ như có hai, không, có một cái lọ gì đấy ở trên cái bàn làm việc. Em nhờ người xem nào. Nước ở bên trong nó có vẻ là hơi sparkle óng ánh tại bốc lên hửi. Một mùi không khi ngửi thì không cảm thấy mùi gì lắm, nhưng mà cảm thấy một sự refresh, một sự sảng khoái, một sự cái gì đấy. Không không phải sảng khoái mà là gì nhỉ? Rồi nó là cỏ mèo. Một cái sự không biết dùng cái từ gì. Refresh tiếng Anh sẽ là như thế. Refreshed. Thanh tẩy. Có mèo đó. Cỏ mèo. Gì có cỏ rồng. Con mèo để nắp lại. Lọ này không có gì hết nha. Bọn bay tất cả lăn. Nếu mà ai nhìn thấy cái đấy, hoặc là nếu mà con mèo không để ra nhìn thấy, thì mỗi con mèo lăn thôi. Intelligence. Rồi nếu mà tất cả ai tự quyết định nhân vật mình có thấy không, là intelligence. Ui nát 20. Ui đỉnh thế. Em bấm nhầm đấy. Ôi, lăn lại, bắn nát 20 là đúng rồi. Ơi, Quyên nhìn thấy rồi cũng kệ. Nói chung là ai cảm giác tự tin số mình cao đó là thiện. Rồi, 18, 20. Ôi, Quyên cá là bao nhiêu? Con mèo là bao nhiêu? Con mèo là 18. Rồi. Con mèo như này là Cora và... anh rất là đang nghĩ kiểu nghĩ bây giờ gọi con quạ, con mèo, con dầu với con người. Ok. Thôi, cứ gọi được Cora với cả Bạch Đường nhận ra đây là nước thánh Holy Water. Nào, có mèo. Không sao không kiểu trông kéo con mèo của mẹ vấn đề. Trả tao cái lọ. Nó lấp lánh. Give me my bottle. Corona chạy lại. Con kêu đứa nào lấy hết. Mỗi đứa lăn doanh cái strength. Mỗi thằng 20 vỡ cái lọ này. Yeah. 20. Đất 20. Đất 20. Rồi xong vỡ. Thua rồi. Đường được 2. Có mèo. Nhìn ra ngoài rồi. Thôi không. Sức mạnh có mèo. Con mèo miếng nước xong sao mạnh dữ vậy. Cora bao nhiêu? Cora bao nhiêu? Cora 13. Đường 2. Nát 20, 22.
cái đường vòng đường xích lại tốt nghèo. 13, 22. Ồ, oh, tổng chưa được 30 lọ siêu vỡ. Ok. Bình đường nha. Đường lên tổng. Mấy chị cá làm có miếng nước sao tự nhiên lanh dữ vậy? Được rồi, đó là cỏ mèo của con mèo. Nó giật được rồi. Mấy đứa đừng tập trung công việc đâu. Nó kìa tập trung công việc. Mấy người xem em thử kiểu lập hết tất cả mọi thứ lên để coi có cái gì đó lạ lạ không, kiểu cái gì cũng xem ấy. Mèo mèo xem có mùi con bé ở đây không? Con mèo hả? Ờ, mình xem có mùi con bé ở đây không anh nhớ, nó trôn ở đây rồi. Bé con mèo con. Ok. Con mèo kiểu lại bỏ cái tên kìa. Sniff sniff. Nhìn ngửi xung quanh to mình. Không. Rồi. Ôi mẹ tài mùi gỗ. Mùi quá. Mùn cưa. Ok. Còn mình không biết không, không biết để hầm rồi. Nhưng mà con mèo muốn làm cái là coi cái này nó có tầng hầm thêm nữa không, kiểu một hầm trên cầm ngay đào nhà người ta. Hiểu đi vuốt hết tất cả cái tường nó kia. Nó đi ra nữa. Mà lấy gậy gõ xuống xem có chỗ nào trống không. Ừ, lấy cây con yeah. Con rút gậy phép. Dùng dầu mọi người đi đầu hầm có cọc 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 cọc. Rồi, 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 rồi em không thấy, em không thấy thêm cái hầm nào. Nhưng mà vô tình trong lúc đảo tìm dưới mặt đất em thấy một cái bức thư viết dở bị bò. Xin em hãy gặp anh lần cuối, không biết nữa. Bò bởi cái mùi bức thư đó không có mùi của cô đi là ừ, nhưng mà có mùi của anh Nhi đâu, mày đâu có biết mùi thằng. Mùi nam tính. Mùi nam tính. Nó sẽ có một cái mùi. Trong cái nhà này thì đâu cũng có mùi thanh niên này nữa là em không biết được. Ừ, nhưng mà nó cái mùi nó giống cái mùi tổng thể không? Có anh sẽ nói là cái thanh niên này dùng cái nhà này là đâu, ở đâu cũng có một cái mùi tương tự như vậy. Em không biết là chỗ nào có nhiều mùi thanh niên này hay không. Không. Ok. Ok vậy, vẫn lấy bức thư đó đưa cho ông nhà, con người. Con người. Người. Gọi là pháp thư tối đi. Là pháp thư bóng đi nó. Dưới cái hầm nó còn cái gì anh? Không. Mọi người có thể dành thêm khoảng 30 phút, 1 tiếng ở đây, nhưng mà mọi người không tìm thấy gì thú vị, hay là với ngôn ngữ của người dẫn chuyện không tìm thấy gì liên quan đến plot cả. Ok. Em cầm cái lọ lắp đánh sparkle đó đưa cho con nè. Đi làm gì vậy? Hai anh cảnh sát đi ra ngoài thấy thấy một anh đi về rồi. À mọi người vẫn còn đấy à? Có lẽ gì không? Không có gì đâu. Ok. Ok. Biết ngay mà, bọn tôi tìm hết rồi, không có gì đâu. Ok. Nếu mà còn muốn tìm gì ấy, tôi cũng chả biết bọn này tìm gì đâu, nhưng mà có cái nhà cô đi là ở đầu kia của thành phố kìa. Ok. Trời gần tối cho mọi người. Thì gần tối nha. Bây giờ là chiều, giữa chiều, giữa chiều. Đi mất tin cô đi đàn xong có gì chuyển sang kế hoạch còn lại. Tạm đường chúng ta được. Giữa đấy chiều đi. Đến được nhà cô đi lạc sẽ là chiều gần khoảng giữa chiều sẽ cho là 3 giờ nhá. Đến nhà cô đi lạc là thêm 1 tiếng nữa 4 giờ. Tạm dừng khoảng 3 phút được không? Ok. Ok. Vậy thì mình có thể nghỉ ngoài đời khoảng 5 phút luôn đi. Mọi người có thể nghỉ ngơi hoặc tạo uống nước gì. Cái tội đội này nó bất ổn quá. Anh sẽ bắt đầu có những cái tên để cấm khỏi các quan sát trên tháng. Tất cả. Cô muốn để hiểu lý do này, mỗi lần game chính thắng tới là em vào nó sẽ thành game mè đào móng nhà người ta luôn. Này nhá, tao còn 3 spell lost cho cái tao còn 3 spell lost cho cái zone of truth. Thằng nào muốn hỏi cái gì thì nhanh đi, bố mày bật zone cho hỏi nhanh. Bạch đường sẵn sàng khè băng khắp nơi rồi. Đang cầm một đúng. Ê, cái này nghe giống cái Speed with the Dead.
Yes, we can get. Em thật chứ. Ai hỏi cái gì thì nhanh đi. Đây một cục mà hỏi mỗi lần vật được có 15 phút rồi đấy. Rồi, rồi anh có thể cho cái này con mèo đào đất thì hầm sẽ thấy một số tiền thanh niên này cũng đâu. À con rồng. Con mèo quay sang con rồng. Con mèo quay sang con rồng kiểu 70-30. Thương lượng. Thương lượng 70-30. Con 70 của 30. Con quả cát cái anh xin sao mình lại gom hết tiền người sủi. Tao đi về, tao mệt rồi cho tao đi. Con dòng thấy kiểu mồ, kiểu bay không được về. Phá xong cái này tao mới được tha. Con mèo chứ. Thế thì bây giờ nhá, tối tao giả giọng thành cái con nữ chính đấy, nói chuyện kiểu như là nhắc tới cái lời đề nghị của cái ông chủ bữa đó hồi sáng, rồi xong tao cho tụi bay tàng hình đấy, rồi tụi bay muốn mở cửa, tụi bay muốn đi vòng vòng, tụi bay muốn làm gì thì làm, hợp lý đó, dậy cho nhanh rồi vậy đi, khoan đi ngoài cái đó FBI up bên này đâu. Nhớ cái đời FBI đâu. Ôi, áo cái này màu đen hả? Đâu, tập trước vẫn lên được, tập trước vẫn lên được. Từ từ. Thằng cây to. Cái này là sách bộ thôi. Thằng long bô là cái cây. Cho em. À không, mọi người về rồi. Đúng. Anh Hoàng quay lại chưa? Rồi. Ok. Tới đợi bắt đầu. Thấy, muốn xiên ai thì nhanh nhá. Cách chặn hình cho mà xiên. Xin em mọi người. Mọi người có muốn sang chỗ nhà cô đi lạc không hay là làm gì? Có. Ok. Sang nhà cô đi lạc. Tòng tốt 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 tốt. Tiếng sau. Thấy cũng có một căn hộ chung cư kiểu không phải là quá khá giả. Có vẻ cô ở một trong căn hộ trong cái chỗ quán trọ lâu dài này. Và ở ngoài cũng có một anh cảnh sát đứng. Anh cảnh sát nhìn thấy một con mèo, một con rồng, một con người. À, là bọn thám tử đây rồi. Rồi vào đi. Ok. Hãy tụi quay. Trời đợt này vào không phải giết ai, mà không phải chụp nồi ai. Chụp mũ. Ok. Đi vào. Rồi sao? Rồi vô giày thiếu đồ đi. Ở trong nhà có cái váy màu đỏ. Hít một hơi. Trong nhà có cái đúng, có cái váy màu đỏ ở trên một con manakai đang ở để rất là cẩn thận ở góc phòng. Mà anh trong phòng thì cũng mọi người có tìm cái gì đặc biệt không? Có một kiểu một cái nhà trọ rất bé, một cái phòng thông hết cả ngủ khách, có nhà vệ sinh không? Kiếm có mỗi nhà medieval, đây là nhà hiện đại, nhà medieval không có nhà vệ sinh. Không có vệ sinh. Nhà vệ sinh ở bên ngoài. Nhà vệ sinh ở bên ngoài. 50 mét. Ngắm khí trời. Rất thơm. Con mèo nó hít một hơi, nó kiếm cái mùi giống như bức thư. Tất cả mọi chỗ trong căn hộ này. Hả? Trên bức thư. Mùi của ai? Trên bức thư. Ông bạn trai của ai? Mùi của bức thư viết dở á. Mùi của bức thư viết dở, ừ. No, ok. I'm a cat. I'm thinking like a cat. Mùi của thằng bạn trai rồi. Người kia cứ biết rồi. Con mèo lại bò xuống tụi mèo không bò. Mọi người thấy một con mèo bò từ cửa vào trong nhà đi vòng. Nó bắt đầu mò lên. Nuôi tiết kiệm được khá thì nuôi chó. Thấy nó bắt đầu dí mũi lên người con man ở canh. Chó nghiệp vụ. Thò tay vào chỗ ngực cái váy rút ra cái bức thư. Đi mà đây. Làm gì đấy bạn ơi? Ê, tôi kiếm được cái gì này? Không biết được rồi. Tôi kiếm được cái gì này? Đọc rồi. Trong lúc mọi người đọc cái bức thư đấy thì Bạch Đường muốn đến kiểm tra cái váy, xem có gì đặc biệt không? Chắc là Akana check. Cái bức thư đó là như gì anh? Ok. Bạch Đường sau khi Akana check váy thấy rằng nó không có gì đặc biệt. Bức thư. Viết là gửi cô đi lạc, xin em hãy dạo này anh biết là chúng mình cũng không hơi bất ổn,
Thiện đang bị hơi não phẳng đấy, không kiếm được lời văn hoa hơn. Nhưng mà về cơ bản là chúng mình hơi bất ổn. Em gặp anh lần cuối ở cái... Oh my god, flash gì đấy. Em gặp anh lần cuối ở cái cối xay gió phía đông phía đông của ngôi làng. Cho tất cả những gì chúng ta đã có trong vài năm qua. Mình vừa nghe con mèo đọc một bữa chết. Mùi phim nhanh. Tới chỗ này đi. Ê, tới. Cái gì có bằng chứng. Bằng chứng. Hình ảnh có hết rồi. Đau khổ. Tao bé tay. Đau khổ. Đau. Rồi sao? Ôi xì gió. Sự thật chỉ có một. Chào chị bật lát. Rồi sao? Đáp lại. Rồi. Cuối xì gió phía đông. Cuối xì gió phía đông mà. Ui lãng mạn thế nhỉ. Sao mà đến tối đi về nhà nghỉ. Sáng mai đến tối gió được đến cuối xì gió mà. Nếu mọi người hỏi người dân thì cối xay gió sẽ cách đi mất khoảng 2 tiếng đồng hồ ở phía đông. Ngoài ngoài làng. Giờ mới có 4 giờ chiều thôi, đi tới đó là 6 giờ chiều. Nó không có gì đâu, tin tôi đi. Cũng được. Tin tôi đi, tin con mèo đi. Đợt trước hình như là đấm. Tôi không tin cậu đâu. Em suy nghĩ lại. Ở đây có mấy con sói. Yes, go. Tối mấy con sói. Bây giờ nghĩ là được. Nếu mình đi tới đó mình sẽ đắp con sói. Nhưng mà mấy đứa mình meta không đi tới đó quá, thì... Meta quá. Mấy đứa mình đi. Meta quá. Đi. À, không sao. Không phải quá meta. Đi ra đến bìa ngôi làng này. Đi về. Con sói thích luôn không? Có thể. Có khi. Nhưng em phải ra lấy đi hỗn xác à? Cuốn chạy gói. Người đến đúng không? Con mặt con mèo. Tìm tôi đi. Động vật với nhau. Vậy chúng nó biết mà. Tìm tôi đi. Cứ đi thôi. Bây giờ có ông nhà báo. Nhau à. Có ông nhà báo có gì bỏ lại. Có ông nhà báo có gì bỏ lại. Vậy đi. Nào thích mày đầu tiên. Hình như chó nó họ. À sói nó họ chó. Con mèo này cũng họ chó đó bạn ơi. Ừ, con mèo. Gửi đi bạn. Không sao, mình là con rồng mà mình ra mình dọn để bỏ khó nè. Chắc thế. Vậy đi không? Đi. Ok, đi ra khỏi làng. Mọi người vẫn thấy có một cái đường mòn đi đến các cái chỗ à, có vẻ vẫn có đường mòn đi đến đấy. Có thể lăn survival để chuyển đi tránh những thứ nguy hiểm trên đường. Tất cả mọi người lăn mòn. Lết một. Trời. Lết một. Cái con này. Mèo. Lết một. 19, 10, lết một. 4, 19, 10, lết một. Mày lết một đó. Có vẻ là với sự tinh tường của Bạch Đường và Coro, mặc dù con mèo nó bảo chó đằng kia. Không có chó đâu, cứ đi. Mọi người đã đến chỗ cối xay gió mà có vẻ như là tránh được sự hiện diện của sói. Hít một hơi à, kiếm mùi có gì lạ. Có mùi không? Không mệt. Đoán cho anh một cái perception. Perception 12. Có là bên cạnh là 25 lận. Có vẻ là khó quá. Mới 25 đi chỗ vậy. Người thấy ở ngoài này có mùi kiểu như là mưa, đất,
lội ẩm ướt, người mùi có một số cái ruộng rau và mùi trò sói nhiều quá. khó phân biệt mùi cô đi làm. Nó kịch mũi mấy cái chứ. Anh hỏi vợ chui vừa có xe gió đi mọi người. Đẩy gọng ra trước. Cái gì là tao vậy? Bạn đi trước đi. Cha Huy chưa đi trước đi. Không, anh có tưởng tượng có là không. Leo có sẵn một đống huy chương trong người. Mấy cái bình của mấy con. Đi trước rồi gắn huy hiệu dũng cảm. Khi mà mọi người đến chỗ cối xay gió, con nó có cửa và mọi người có muốn vào cửa không? Gõ cửa. Gõ thì xong một lúc thì nghe tiếng ai đây? Gõ bật bên. Ở nhà hay người cái sở thú với con người. Tiếng một người phụ nữ ai đấy từ trong vọng ra. Bọn tôi. Con người nói đi. Con người đâu? Cô có thể mở cửa không? Bọn tôi đi lạc, tôi hỏi đường một chút. Cái cửa mở hé ra một tí, ló đầu ra ngoài. Mèo. Nhìn cả bốn người từ đầu. Nhông nhông. Rồi hỏi gì hỏi đi nhanh lên. Đang bận. Khè. Ngọt. Đu cho chó. Đu cho chó hiu mình. Dạo này có đấy hay có người đi qua đây không? Mấy ngày trước có đang tìm đôi nam nữ. Không. Con rồng sẽ lên cái này mời cháu ấy vào. Bọn tôi bị lạc á, nhưng mà từ đây đi vào có chỗ thành phố nào gần không cho bọn tôi ngủ đêm. Có cái làng mặt trời mọc ấy, mọi người đi về hướng lúc đấy đi hướng đông hay đường tây chạy chạy đi ngược lại. Ê, rồi. Đấy chỉ về hướng ngược lại là về cái làng đấy. Mà bây giờ trời cũng tối rồi, lại hình thành những cơn nghiệp chó sói. Không biết là bọn tôi nhờ một đêm không? Tôi đang mùa vụ, đang phải xay thóc, cũng bận bịu lắm. Mà thôi mọi người cố gắng lên. Trời bây giờ cũng mới tảng tảng tối thôi, chắc là đến kịp đây. Con cá, còn đối lộn con mèo nó muốn thử xem có bao nhiêu mùi, kiểu phân biệt được mùi sinh nhật sống không ta, kiểu nó sẽ có cái con người nó sẽ không, có một cái mùi không đầy bớt đầy em ạ. Không phải gì thì thích xem nó có một cái những cái mùi gì nó khác. Có mùi gì không? Trong lúc kiểu mọi người nói chuyện thì dạ kiểu nhìn cái người đó xem có gì khả nghi không? Sinip. Khi mà hỏi về cái chuyện là có đôi nam nữ nào đấy đi tới đây ấy, thì em muốn nhìn thử coi có gì khả nghi. Tôi có thể đưa cái ảnh mà mình bò đấy không? Thành hai đứa ảnh. Yeah. Mình hai đứa ấy. Mình cũng cầm theo mà. Hả? Không có đôi nam nữ này. Không. Đi về lại. Tính chuẩn chưa? Cắt do nào trút. Tính chuẩn chưa? Cắt do nào trút. Tao cắt. Chuẩn chút. Tao cắt. Đi xin 14. Do nào trút. Do nào trút luôn. Oh no. Thôi. Cắt rồi. Cắt rồi. Để em kêu lên đây đâu. Xúc sắc thật mình thôi rồi, lăn đạn xúc sắc ảo được. Xúc sắc thật luôn. Rồi. Rồi, nát một. Rồi. Rồi, hỏi đi. Mọi người hỏi đi 15 phút. Cho đủ hỏi. Con thấy hai đứa này ở đây, mấy trước nó qua đây mà đưa tấm ảnh tranh hai đứa. Tôi xin lỗi, cổ tôi mắc cái gì đây? Đấy, Câu sữa. Tôi không biết, tự nhiên tôi bị làm sao ấy. Thôi, mọi người cứ rời đi. Trong nhà có bao nhiêu người? Tại sao tôi phải trả lời mọi người nhỉ? Thế đừng làm việc đó nữa. Con được con sẽ vô móng tới kiểu giữ túng vài trả lời xem móng ra. Tôi nhà có bao nhiêu người? Cái đó là intimidation nữa.
giỏi nữa. Giỏi. Đã, cái này là kề móng vào cổ con này luôn đó. Hay là đâu? Hay là để trước mặt? Không, đe dọa, đe dọa. Nhà có bao nhiêu người? Nói. Tôi gọi lính đây, tôi lại lính canh đây. Tôi là lính. Đây là lính. Anh cũng 2 tuần mới tới, 2 tiếng mới tới. 2 tiếng mới tới. 2 tiếng mới tới. 2 tiếng mới tới. Cậu thử gọi. Mọi người nghe thấy có một tiếng người khác ở trong nhà nói có vấn đề gì ngoài đây? Rồi em ơi, không sao đâu, chắc là không sao đâu, trông họ không phải, trông cũng không phải là lính đâu mà, cũng không phải là họ cũng không có sói. Sao mọi người cần gì? Mọi người thấy một thanh niên bước ra, là thanh niên mọi người thấy trong ảnh. Cái móng còn lại vập giữ đứng ở trong cái vòng sau một chút. Cái vòng đó 15 phút đấy. 15 phút là kéo nó rớt vào vòng ấy. Sao? Mọi người sao? Mọi người cần biết cái gì? Hỏi đi ba. Hỏi đi, hú mình. Đừng đặt. cái con thám tử nó ốp rồi. Hỏi đi. Cái con bé đi lạc đâu? Mất tích mấy ngày rồi mày, đúng không? Tôi... Mọi người lăn cái intimidation. Những ai đang đe dọa. Con cá đến tôi. Cá! Chết lắm vậy cá ơi. Mấy thằng này biết có biết 15. Tại sao một con chim đáng sợ? 12. Tại sao một con chim đáng sợ? Anh hỏi anh đâu, anh hỏi anh đâu? Con cá lấy trà sữa không ấy. Từ từ để tí. Mọi người lấy đi. Ủa mày đấm thì tao còn xoa. Nhanh lên. Rồi 15, 12 rồi. Bọn mày đấm thì tao còn xoa. Dạ sữa. Tại sao? Đừng giết bọn tôi. Ông cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Đừng sợ. Hỏi nhẹ nhàng này. Nhẹ nhàng. Good cop, bad cop moment. Good cop, bad cop moment. Phải biết con bé thì đi lạc ở đâu không? Người cuối cùng nhìn nó đấy. Tôi có được chưa? Tôi kể rõ ràng đi. Nó đang ở dưới hầm. Sao vậy? Cô ấy đang không ổn. Tại sao lại dưới hầm? Tại sao lại mày nhốt ở luôn? Hầm ở đâu? Ở hầm cối xay gió rồi ngay xuống cầu thang. Trời ơi. Nhưng mà tại sao tôi lại nói ra nhỉ? Dạ. Đưa xuống kiểm tra đi, tao chuyện này tiếp. Cẩn thận. Cô ấy đánh đấy. Nhưng mà tại sao cô ấy lại giữ xe hắn? Tôi thấy cô ấy có biểu hiện không ổn. Khi mà cứ có vẻ đi làm rồi tiếp xúc nhiều với cái tên tà đốt gì đấy, nên là tôi muốn giữ cô ấy lại. Rồi mày nhốt rồi đúng không? Sao lại kiểu cô ấy cứ bây giờ lúc mới động nói chuyện còn bình thường, xong bây giờ giữ cô ấy dưới cứ gào thét gì ấy, xong rồi con mèo đẩy cửa bước vô, không để nó nói hết, đẩy cửa bước vô đi xuống nha. Okay. Mẹ đâu. Nhưng mà đẩy cửa bước vô chắc là đến cái chỗ cái xuống hầm đúng không? Đúng rồi. Thì vừa mới xuống cái hầm của cối xay gió và có ở dưới động và mở cửa ra thì nghe thấy tiếng gào. Đóng cửa lại, mọi người. Đóng cửa lại, chạy ngược lên. Rồi. Giống như cái mèo kiểu. Để được đi em. Anh đéo gì đấy? Con rồng sẽ đi xuống. Ở dưới đó, không nên xuống. Nên xuống. Con rồng sẽ đi xuống dưới hầm, chắc là sẽ kéo theo con mèo theo, con rồng không nhìn được đường. Không ngờ hầm có sáng không? Hầm có đèn không? Hay không? Đốt đuốc lên. Tao nghĩ là có đuốc mà. Ôi cực thông. Rồi đốt đuốc, sạch. Và con rồng không thích cầm đuốc, vì con rồng băng. Rồi con rồng sẽ kéo con mèo theo để con mèo cầm đuốc. Mèo phù di cẩn thận nhé. Mở ra cái tiếng gào thét. Có vẻ là ở trong góc của cái phòng đấy có người đang bị dùng dây xích sắt trói vào cột. Mọi người nhận ra đấy là cô đi lạc. Ừ.
Tại sao nó lại như thế này nhỉ? Sao mày nói với con rồng? Tôi biết được. Trông cô đi là đầu tóc xõa sợi và có vẻ là trên người có một số vết bầm, không nhưng không nhiều, và kiểu cô cứ với tay ra cào loạn một con trùng. Nghi con mèo kiểu là cái đuốc nhá, nghĩ lại em nhìn rõ hay ra hơn á. Giơ cái đuốc đến gần. Đi cái đuốc đến được. Con rồng có nhìn ra được sự quen thuộc hay biết là tại sao cô đi làm bánh như này không? Lăn cho thiện một cái có những skill gì nhỉ? Cana đi được. Religion. Nói gì? Religion. À đây được rồi, em thấy rồi. Phiêu. Ok. Năm ạ. Bình một. Religion á. Đây cho em xem cái rồng gì đây. Chưa đây em cái. Anh cá 15 người. Tại sao 6 dẹp mẹ đi. Thôi tao trên lại, sao không xuống đâu. Anh cá 15 người. Bình một. Có vẻ đây là cái dấu hiệu gì đấy qua những cái vụ án mà Leo đã tìm hiểu từ trước. Gì đấy liên quan đến hay là có cái gì ma nhập cái gì miên, có cái gì cần thanh tẩy ở đây. Có mùi của sự xấu xa, sự tà ác trong không trùng. Leo dở cái áo ra. Tao giữ mà. Cô rồi là cái chai mà. Chai nước thánh. Đưa cho của mày đấy. Làm đi bạn tối. Mày hết hết miếng cái đã. Tao sẽ nhớ mày lắm. Tài khoản vô kiểu siêu khác đi. Cầm miếng bún thôi. Ủa nó giữ lại được rồi. Một miếng thôi. Ủa mình miếng full mà. Ok, làm nếu mấy thầy trừ tả là miếng. Cô đi là rú lên chỗ nước phải phun vào người cô cháy. Thôi mình chơi nguyên bình nha bạn. Những mình cô nói không có nghe được rõ là nói gì. Những cái tiếng la hét gần như là kiểu unintelligible, không rõ ra, không tên thân kiểu thêm miếng nước thánh nữa, thêm miếng nước nữa. Rồi xéo. Con rồng sẽ cast một tí cục băng lên người cô đấy để vừa bị đóng băng mà. Trời ơi, cái con kia nó không nó mà đó. Cục băng như thế nào? Cục băng có đam không? Em khè nhà ra thì nó có tính là khè băng không anh? À ok, em khè từ miệng ra có đam. Có muốn gây đam không? Thôi mà nói thôi. Nào đừng. Máy lạnh núi, đừng đam. Thổi nhẹ. Lấy miếng nước tường phun rồi khu. Có vẻ là có vài hạt đá nhỏ bay vào người cô ấy nhưng mà không có tác dụng nhiều. Thì trong lúc này mọi người nghe tiếng thịch 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 ở bên trên nhà. Con rồng sẽ ngó lên trên làm có gì. Ngó đầu thôi, không phi lên làm kiểu. Ở bên trên thấy vậy là cửa nhà hiện tại thì đang được đóng lại rồi. Và hai thanh niên ở bên trên lúc mở cửa thì đang ngồi rú một góc. Run nhìn ra cửa. Và ở ngoài cửa thì nghe thấy tiếng ông quản gia. Con rồng sẽ quay vào kiểu đánh ngất nó đi. Mọi người ở trong này đúng không? Tí chắc là tìm được cô đi lạc rồi nhỉ? Tôi đến đây cùng với một vài anh lính ở trong làng. Có gì bọn tôi có thể lo từ đây. Vinh sư bộ đi. Tài ngân nhanh lên. Con mèo đứng đây. Mọi người là ra mở cửa để bọn tôi còn làm việc. Có gì trả cô đi lạc về cho nhanh. Và mọi người sẽ nhận tiền thưởng công xứng đáng. Con mèo đứng. Ừ, thì con dao ra, đúng sẵn. Nào ra mở cửa. Biến mất.
con Corona chạm thất rồi cái invincible cho con mèo mất. Rồi mình cũng tàng hình luôn. Trên đó có cái sàn nhà không? Có cái sàn nhà, có cái sàn nhà. Có. Em leo lên sàn nhà em đứng được không? Được. Đây là cái cối xay gió, nó có cầu thang xoáy đi lên, em có thể nằm ở chỗ một cái bên trên chỗ chân cầu thang. Mày tàng hình rồi. Chưa. Đấy là bay một người thôi. Tàng hình một người thôi. Không, tàng hình được. Em chạm vô là tàng hình đấy. Em còn spell lock mà. Nếu mà em dùng slot level 3 thì có thể cho hai người. Dùng slot level 2 thì chỉ cho một người được. Mà em phải concentrate vào cái phép đấy. Chỉ có một người một lần. Nếu mà em dùng slot level 3 thì slot level 3 đi. Ok. Rồi. Thế tất cả mọi người tăng hình. Green. Cái tiếng gõ cửa vẫn rồn rập. Các bạn của tôi đâu rồi? Anh thám tử Leo, chị Kuro, cậu Erwin, và cô Bạch Đường. Chúng tôi còn làm việc nào? Ông sớm nghỉ sớm thôi chứ. Không có tiếng trả lời. Ok. Và sau khoảng 15 phút thì mọi người thấy có vẻ là ông này ông chán rồi đi rồi. Con rồng sẽ... Chưa rời đi đâu. Rón rén tạo ra những tình thò đầu với cầu thang. Không có chuyện gì đâu. Không chứ cần nữa rồi. Chị đi đâu? Nhưng mà tích vẫn rồi thử mùi trong không khí. Con mèo hít coi mẹ còn cái mùi của ông quản gia phản phất cái không? Tại vì con mèo nó đi trong ông quản gia thì trong cái sân kết rồi. Để cuộc đời anh. Ủa gì không? Ngủ ngủ. Được ngửi mùi không anh? Được. Ông quản gia okay. Có một cái loại nước hoa rất là lịch lãm đặc trưng. Mùi. Cái mùi nó còn phản phất ở đây không? Yes, I do so much. Có những người ở đây không? Người có thần đây không? Là chỉ là mùi thôi, không biết. Không có. Không có. Còn xây dò, còn ngủ ngó ra không? Con đường nằm, con rồng nằm xuống đi ngủ không? Sáng cho nó chắc. Ôi, ngủ đến sáng luôn. Con mèo đi xuống, nói với hai người kia là bây giờ hai người đi ra mở cửa, gọi tôi ở trong này, mời người ta vô. Không, bọn tôi không xả. Tôi đi mất hàng con dao ra. Tôi biết đấy là ai. Ông ấy đến để thì bắt tôi giết bọn tôi. Tại sao lại giết bây giờ nhá? Bây giờ tại sao giết? Tại vì bọn tôi đã cái tại vì tôi không biết. Ông ấy làm gì với con đi lạc rồi. Có thể ông ấy cũng làm như vậy với bọn tôi không nhá? Mới nhỏ thôi. Bây giờ nhá, một là mở cửa rồi chết sao không biết. Hay là chắc chắn mình sẽ chết. Chứ sao mình cũng chết à? Đi ra, mở cửa, nhanh lên. Còn có sao? Mày không. Không, nếu mà ở đây chúng ta sống đi sao? Đi ra. Chúng ta đừng phải chết, đi về đi ra ngoài. Mở cửa, nhanh lên. Bàn chuyện ạ. Không được. Đây, bọn nó không vào được đâu mà. Đừng lo, bọn không vào được đâu. Nhưng mà bọn nó sẽ đứng đây tính sáng. Coron cast một cái cantrip friend. My friend. Người bạn friend. À? Tôi rất lo lắng cho cậu nhưng tôi cũng lo cho tôi nữa. Không. Cậu chết tôi. Cậu chết tôi. Cậu tin tôi. Mọi chuyện nó sẽ ổn thôi. Chúng tôi bảo vệ nếu cậu. Nếu mà cậu nhờ tôi cái gì nhỉ? Mua giùm cậu cái chai bia hay là cốc ale thì được. Không. Cũng nhờ tôi đi vào chỗ chết. Cậu tin tôi. Đây nhá, cậu chỉ cần mở thôi. Tôi giúp cậu được, cậu chạy trốn được. Không sao hết, mở đi cậu. Bạn tôi ơi. Tôi biết là cái bọn này nó không thể vào nhà được. Vào nhà là phải mời nó mới vào được. Tại sao vậy đấy? Tại sao mày biết? Cái bọn ở nhà hát này. Tôi có quan sát thấy thế. Con rồng nghe anh đấy sẽ mò cái chai vỏ mèo còn sót lại của con mèo vừa phụt vẹt như trong ngon mình không nào. mình không được mở cửa mình có cửa sổ không? Cửa sổ cửa sổ kia trên lầu đều đóng cửa sổ đóng hết mọi người có thể trên lầu ấy thế gì được không được trên lầu có không có đúng không? Okay. Con mèo rồi, bây giờ ai chạy lên con chim bay lên mà đủ con chim bay lên nghe tiếng động con chim không bay được ủa con chim không bay được Cancun không bay được con chim không bay được Cancun không được bay
con mèo nhảy lên, con mèo nhảy lên 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 trên tầng. Nhìn đi, con rồng nó nặng mông lắm, con rồng nặng mông lắm, nhìn nghe đù đù. Em ra nhìn đi, đang bị tối. Đâu đâu, ai đang ai đang leo lên nhìn? Con mèo, con rồng, con mèo. Nó đang lên cầu thang, nó mở cửa sổ ra phải không? Ừ, đi cầu thang rồi. Nó nhìn xuống cái đám ở dưới, xong nó đổ nước xuống. Khi mà Leo mở cửa sổ ra, thấy cái mặt ông quản gia ở đấy. Shit. Don't go lại. My friend, do something. Mặt ông đang ngược từ trên xuống, đang nhìn vào cái cửa sổ. Reaction, đánh mặt xuống trời. Reaction. Anh sẽ cho for dramatic reason, người phát đánh này ông ấy nghiêng đầu sang bên ông này. À, ủa tại sao mọi người lại hành động kỳ lạ vậy? Con Leo nó vẫn còn đang tàng hình. Sorry, thiện sai. Lúc đấy là thế thì thấy là mặt ông ấy thôi, nhưng mà ông ấy không thấy. Được, con kia thì chưa hay đúng không? Khoan, đợi một tí còn không có làm gì mày không đã không thôi thì. Ủa, tại sao cái cửa sổ? Tại sao cái cửa sổ tự nhiên mở ra em vào mặt mình nhỉ? Không biết chụp né cửa sổ. Kéo cái cửa lại, kéo cái cửa lại đó. Mới hé một chút thôi. Thấy ông ấy đang ngó vào bên trong qua cái chỗ cửa sổ. Ông bò vô thì tạt đi, ông không bò vô thì đóng cửa lại. Xíu là tắt được không ta, Không, mày thì tắt là tắt là lộ đấy. Snake Attack sẽ mất tăng hình, nếu muốn đánh thì có thể đánh. Ừ. Bây giờ ta có cái Assassinate nè, Snake Attack nè, cộng thêm cây Long Sword, cộng thêm hai lần Assassinate. Một lần. Bonus. Một lần Assassinate. Từ từ anh không biết, anh không nhớ rõ cái đấy là thế nào. Ok, nếu em đánh được hai lần trong một turn thì hai đòn đấy đều được advantage, và nhưng mà chỉ có một đòn thì được Snake Attack thôi. Snake Attack vẫn chỉ một lần một turn. Nhưng mà mày đánh là lộ đấy, ông chưa thấy mày. Nhưng mà tạt nước là sẽ mất Snake Attack. Không, từ từ, ý là nếu mà ông lú lồi cái đầu vô, kiểu ông bò vô thì mình mới bắt đầu, hiểu không? Đây. Ông đã bò vô đâu, đóng cái cửa này. Đây là quyết định của Leo. Trong lúc mà Leo đang chưa quyết định, ông này bắt đầu cái cửa sổ tự nhiên mở ra. Mọi người làm gì trong đấy vậy? Không đi vô phòng được. Ôi, nhưng sure. Mà cái cửa sổ nếu kéo lại thì ông sẽ biết, hiểu không? Ở có intelligence cao mà, hiểu không? Tự nhiên cái cửa sổ nó mở ra, xong rồi tự nhiên cửa sổ nó không lại. Không làm gì hết. Mọi chuyện đều có thể được giải quyết một cách ổn thỏa mà. Mọi người được thuê đến đây để tìm về vụ án này, và mọi người đã giải được rồi. Cô lắc đầu, nhưng mà cô ấy không biết là Leo có thấy không, tại vì cô ấy cũng tàn hình. Em không làm gì hết. Em đứng sang một bên, kiểu cái cửa ở đây thì em nép sang một bên. Đợi ông bước vô là Snake Attack liền á. Ông ấy không vô. Cứ đứng đó thôi. Em thấy là ông ấy, người ông bắt đầu di chuyển, có vẻ như là ông đang dùng ông đang đi trên tường, và ông bắt đầu đi xuống, đi ra chỗ khác, tìm ngó xem cái cửa sổ chỗ khác. Khi mà ngó ra thấy có thêm hai thanh niên cảnh sát nữa thì đang nấp ở một bụi xa xa. trong đầu Leo giữ đậu khổng lồ rồi, ý da biết nghe mà, biết nghe mà, nhưng mà nó không vô được. Đang khá là khó hiểu bởi vì chúng ta được thuê đến đây để tìm con đi lạc, và chúng ta sẽ có tiền và làm xong vụ đấy bằng đường sẽ được thả. Tại sao mình đã không cho ông này tiền để con đi lạc? Và nó nhìn mọi người kiểu sắp biến lại bình thường để ra nói chuyện. Tao muốn được thả, tao muốn về tù. Con Leo trên lầu giữ đang bị rén á, đang xem quan sát xung quanh. Tôi nghe được đấy, con rồng nói đúng, đơn giản mà. Mọi người sẽ ngay sau vụ này mọi người sẽ được thưởng tiền và được xe gửi ngay về lại nơi của mọi người, và cậu Leo, cậu sẽ có một vụ án đồ sộ vào trong resume của mình, trong hồ sơ của mình, giúp trợ cho một đại danh tài viết nhạc kịch.
cứu rỗi một vở kịch ngàn năm có một. Tôi chè nhá, tôi chè nhá. Tại sao chúng ta phải tăng lên cái đừng nói chuyện? Đang dòng kiểu what the fuck kiểu là kiểu sao? Mày nó biết là mình người. Tôi chè nha. Ví dụ như bây giờ em leo ra ngoài thì ông có thấy em không? À không, đây tầng hành đâu thấy đâu. Nhưng mà cái cửa sổ nó mở. Nếu mà em leo muốn ra hẳn ngoài thì em sẽ phải stealth. Tại vì không thấy nhưng vẫn có thể nghe, ngửi và nhìn có động tác hay không. Em đang cần cái nghe đấy. Em đang cần cái nghe đấy. Cần nghe là em là sao? Ý là em đang cần bị phát hiện nhưng mà không thấy hình thôi. Ok. Oh. Em muốn bị phát hiện thì em có thể làm mình bị phát hiện, em có thể bắt đầu nói, em có thể tạo tiếng động chỗ em đứng. Vì biết như vậy bên kia ra hiệu xuống hầm. Dạ, yeah, mọi người đi xuống hầm. Em đang tàng hình mà. Xuống hầm đi hầm một cách đừng xem. Là... đừng đấy. Đừng không, ý là bây giờ mọi người cứ làm đi thì cái con character của Covert, Coron nó sẽ leo ra khỏi cửa sổ. Nó không có một chút gì là gọi là rón rén cả, kiểu nó tạo tiếng lộng lớn nhất có thể, nó leo ra khỏi cửa sổ. Leo ra khỏi kiểu cửa sổ tầng mấy? Nó nhảy ra khỏi cửa sổ. Cửa sổ nó mở mấy? Cửa sổ ở dưới, nhảy ra ngoài. Nó không mở cửa okay. Chính. Nó nhảy ra ngoài, nó chạy đi. Nó chạy về phía bì rừng ấy. Nó vừa chạy, nó dùng Mimic Cry để giả lại cái tiếng của con đi lạc. Cái tiếng gào ấy. Và nó chạy để thu hút mọi người dí theo nó. Bây giờ nó tàn hình. Cái Mimic Cry có cần lăn check gì không? Không, Mimic Cry là start có sẵn của Kenku. Nó có thể bắt trước, y hệt. Và người nghe có được lăn check gì để phát hiện không? Đợi một tí, hình như là không. Nó kiểu Mimic Cry. Creature that you make can tell. Oh, inside. Inside deception. Charisma, deception. Em lăn deception. Đổ. Charisma, deception check. Em lăn deception. Còn anh deception. Anh sẽ lăn inside. Inside. Đấu start. Mày đấy, 7 điểm mà đấu toàn cái. Chết chưa? Mấy? Nát. Một điểm hay một điểm? Nát 20. Vẫn trời nữa. Nát 20, 26 điểm. Okay. Qua được anh. Thấy hai cái nát luôn. Nát 1. Đêm. Nát 1, nát 20. Oh god. Nát 1, nát 20. Oh god. Nice. Xuất sắc đã về phía các bạn. Thanh ông vừa mới ra thấy ông quản gia đang ở trên tường, ông lập tức nghe tiếng chạy xuống tường và chạy rất nhanh về phía của tiếng đấy. Có vẻ ông ra hiệu cho một thanh niên cảnh sát từ trong bụi rậm chạy theo. Một thanh niên cảnh sát vẫn ở lại. Ở ngoài có bao nhiêu đứa? Hiện tại mọi người thấy là có một ông quản gia, hai thanh cảnh sát xuống trong cây. Hiện tại ông quản gia và một cảnh sát đang đuổi theo cái tiếng giả kia. Một cảnh sát ở lại vẫn trùng trong cây. Coron kéo ông quản gia kiểu chạy vô rừng, kiểu nhảy vô lùm trốn ở trong rồi chạy xa nhất có thể. Nó sẽ chạy hết sức bình sinh của nó. Con mèo chạy xuống dưới tầng nói với con người là muốn ba người này có đi lạc, đi ra xe. Thì tôi sẽ xử thằng kia, thì mẹ em bay ra ngoài kiểu theo cái đường cửa sổ. Em vẫn tàng hình. À không, em hỏi tàng hình rồi đúng không? Còn. Chưa. Còn. Chưa. Còn. Chưa. Em bay ra ngoài. Em dí thằng kia. Tại sao tất okay. cả ok em có thể bắn advantage sneak attack hoặc là chém advantage sneak attack. Em chạy lại advantage sneak attack short nói anh bao đam 9-4 đam bốn đam xong rồi đánh sneak attack 6 còn lần đấm đi đấm thêm lần nữa đi còn lần nữa ở đâu được cái assassinate không ta nếu mày muốn assassinate là sneak attack còn gì nữa hay là Assassinate là advantage được. Có rồi còn gì? Advantage. Không chờ từ đâu nữa. 17, 4, 6 là 10. Còn extra đen, không? Extra. Hình như là còn đó. Còn. Không. Rock không còn. À, không. Vậy thì đắm thêm cái shot nữa. 16, 3 đam. 13 đam. Nó chết rồi. Nó mò tổ mà nhỉ. Mà nhỉ? Mà nhỉ? Mà nhỉ? Guys, mà nhỉ? Các bạn mô tô không? Ê, đó mà không mô tô, cái là đi đấy, đi. Không sao đâu. Tại vì nếu mà giả sử đi con mà nó thấy ông đó như vậy rồi mà nó vẫn đi theo thì mày nghĩ nó mô tô không? À, con người mô tô không là bạn của bạn nữa nhá. Nó không bạn đâu. Con giống sắp về người mô tô. Mỗi con là bạn của bạn thôi. Bây giờ cuốn gói cho ba người đó đi hai người nhanh lên xong rồi cái đấy phụ túi
Có đến không nhỉ? Em hỏi nha, em hỏi em thông tin nữa, nếu mà em phi ra ngoài em giết em đâm thằng đó, em nhìn xung quanh có ai nữa không? Không. Không, chắc là không. Ok. Cung gói lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Con mèo, à con đâm thằng đó xong thì mày sẽ hết tàng hình. Mất tàng hình. Chúng ta có nên nộp này để lấy tiền không nhỉ? Bọn kia đi. Tôi chỉ cần tin tức thôi nhỉ. Là có mình đấm nhau đấy. Thằng này chưa chết. Ok. Con mèo sau khi đâm nhảy xuống rồi nhảy ra tầm nhảy ra phía cửa cái cửa chính á. Xe. Kiểu gì giờ mình đi. Chính đi cửa chính khóa nhá. Cửa chính khóa. Khóa chặt nhá. Quen mẹ. Cora có thể lăn, một hoặc là stealth, hai là athletics. Stealth là để trốn, athletics là để chạy khỏi run. Kia outrun kia tùy lựa chọn, không outrun được là chết đấy. Không outrun được là chết đấy. Stealth outrun stealth cái nào đấy nhờ nhìn chưa nhá. Anh ơi, nát thì nó cũng vậy thôi. Ui, athletic âm cộng 8, stealth âm cộng 8. Stealth 12. Không tìm được. Nhưng mà cái tiếng vẫn còn nha. Nó vẫn há hỏng, nó kêu. Băng băng luôn đấy. Đây là, nói chung là chạy rượt một hồi, không bắt được. Và sau đấy thì là trốn một chỗ. Cái lăn này, sẵn là xuất sắc này thể hiện ở đấy. Và mọi người lại, sau khi chém thanh niên kia có vẻ là bị thương khá khá rồi, nhưng mà vẫn chưa nằm. Thanh niên đấy. chúng ta sẽ lăn dựa trên một cái initiative. Và bây giờ chỉ để cho nhanh bên đại diện người chơi lăn một cái thôi, anh sẽ lăn một cái, nếu mà người chơi cao hơn thì sẽ đi, tất cả người chơi đi trước. Từ bỏ cái số 4 của em đi. Ai lăn đi Initiative, ai lăn. Không có cái này nha. Ai lăn đâu, lấy đầu nha. Không à, mỗi con mèo là chứ nhá. Hai thằng này nhau xem kế hoạch thế nào. Cái này lăn trước khi anh nói rồi. Này là con đang bàn nhau ở trong. Không biết chuyện vậy là rồi, mọi người rồi, cho một phát nữa. Ai to mèo lăn đi, con người không đánh nào. Không, con mèo không lăn đâu, đi lại. Ai lăn, tao lăn à. Để chọn về anh em mình lăn nào, vì dính bọn này đắc rối đấy. Thật đấy, tốt nhất là việc các bạn đi nộp về, tâm mệt lắm. Bây giờ ai lăn, không đánh đi. Lăn xong mọi người không đánh cũng được mà. Ừ, nhưng mà Leo đánh. Cũng không. Không đánh nữa. Con mèo lăn đi, con mèo in cao nhất mình đi nữa. Cao nhất mình đi nữa. Rồi. Tao 18 này. Thanh niên kia đi trước. Em 18. Gosh. Con thôi. Ấm nhanh quá vậy. Lăn rồi thì lăn rồi chứ. Lăn rồi. Để kêu tao lăn được phải bấm. Ủa. Lăn rồi. Sau khi bị đâm, Leo hiện ra. Ôi giả. Làm cái trò mèo gì đấy? Con mèo. Cung Đức Khánh. Anh niên cảnh sát này đột nhiên đưa tay ra, thấy có móng nhọn và cào vào người của con mèo. Cào hai phát. Ôi không, reaction được không? Reaction tạt nước đi. Reaction có cái em ăn một phát crit xong 12 đam. Mày đi. Em có uncanny dodge. Ok, em ăn 6 đam thôi. Reaction, uncanny dodge, ăn 6 đam thôi. Tất cả mọi người có thể đi. Tất cả mọi người có thể làm gì đó. Có thể bàn luận với nhau cũng được. Nhưng mà chúng ta với kiểu chơi kiểu nhanh. Tinh thần là nhanh. Ok. Dồn đam cho thằng đó cho nó chết mấy đứa. Con giống con ra con người kiểu chúng ta nên nộp nó đi về không? Mệt. Tao cũng thấy một khá tin tức ở đây rồi. Đúng không? Kiểu chúng ta chẳng có lý do gì để tiếp tục đánh mêu này. Sao mọi người phải làm gì? Nhưng mà tao lỡ đánh rồi. Nhưng mà đánh nó chết luôn đi. Tao lỡ đánh rồi, đánh nó chết luôn đi mẹ. Thành niên, hai người ở trong cối say gió thì sẽ bảo bọn nó là hát quỷ, bọn nó không thả mọi người đi đâu. Sẽ giết người
Bọn để hiến tế hay gì tôi không biết, sẽ biến tất cả chúng ta thành như cô đi lạc bên dưới đó. Con mèo ở ngoài phan thằng kia tiếp long shot one hand 16 4 đam cái này phát không ta, không có xe nào phát thử gần rồi có ai dùng cái đâu mà snake thêm phát nữa tại vì em dùng one hand. Ok. Em 49 đam 13 đam tổng gần chết. Ông ấy thanh niên này, anh này là có vẻ là máu me đầm đìa. Con dòm sẽ đứng dằm mặt ngoại tâm kia. Không muốn đi mà tao không muốn thành con quỷ, tao vẫn muốn là con dòm. Kiểu thở dài xong rồi sẽ đi lên trên. Fire bolt nhưng mà là ice bolt. Đấu trên này ta ui dồi ôi ui 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 giời ơi, đi luôn đi luôn chú 19 đam nát 20 luôn ui đi luôn đỉnh cao đánh không á ui rồi. Mọi người nhận thấy rằng Leo, chỉ có Leo nhìn thấy lúc mà thanh niên này đang nhìn về phía Leo, các vết thương đầy người, các vết thương gần như có vẻ đang dần lành lại, nhưng mà mũi tên kia bắn trúng đầu, hắn ngã xuống. Con rồng nằm vẫn bất động. Mình chỉ bất động mà nó chỉ chết đúng không? Đi nước thánh tạt cho người đó. Ok tại... em đập cho nước thánh lên đầu nó kiểu bóp kiếm. Kiếm cái bắn luôn. Gà. Rồi xong rồi. Phải thích mất rồi đó. Đúng rồi, đập luôn rồi. Mất rồi đó. Hai con kia đang giết tao. Xèo. Oh god. Thịt nướng. Thịt nướng. Rồi đi tiếp vào sự tiếp theo anh chị. Leo đập cửa kêu. Đi ra ngoài đây, chạy nhanh lên, nhanh lên. Mật khẩu chạy đi. Mật khẩu. Tại sao lại có mật khẩu? Con mèo mệt quá đạp cửa, đạp bay cửa luôn. Xong nắm đầu hàng kia quăng lên xe, chạy. Quên, cô đi lạc. Cô đi lạc bị xích vào cái cột ở góc nhà. Không được. Đừng và cô đi lạc đi. Các người nộp lại cho tên Thanos đúng không? Không được. Em đánh ngất thằng kia được không anh? Em đánh mày đi. Đi đâu? Nó đã ngất. Ê, có mày, bon. mày định đưa tụi nó đi đâu? Bây giờ cảnh sát đang đứng về phía bọn này. Mày xin nó phải không? Đi được kỹ đi. Đi nhà thờ. Đi nhà thờ. Ok. Thế còn cái thanh niên nữ kia có cũng bon ngất luôn không? Có. Bon cả con đi. Bon ngất hết ba đứa. Bon ngất hết ba đứa. Hai người kia ngất rất dễ dàng, cô đi là ngất rất khó. Bon vài phải. Rồi mình ngất. Rồi bây giờ mọi người đi đâu? Rồi, đi nhà thờ. Đi nhà thờ. Oh my god, sao chạy đi? Không sao đâu. Hai người kia, hai con mèo. Sau khi mà đi tới gần trong làng rồi, thì con mèo nhảy xuống, con mèo kêu là con rồng với con người đi vô làng chứ đi. Chắc không. Mọi người, cái xe mọi người đang đi là một cái xe kiểu cart, cái xe chở hàng các thứ ở chỗ nhà một cối xay xó. Chứ mọi người ra đây là đi bộ. Tại vì đi xe là có do bên chỉ là lúc đến ngôi làng thì đi xe là do ông quản gia ông cấp thôi. Yeah, ok. Thì lấy cái cót đó thì phủ tấm bạc lên, kiểu che ba cái đứa đang ngất xuống rồi xong rồi kêu mọi người đi vô lại trước đi rồi xong rồi con mèo chạy đi kiếm. Con nào? Thì sao không đưa nhà thờ luôn? Thì đưa cho nhà thờ đi, tao tự chạy đi được mà. Go, let's go. Con mèo chạy đi kiếm con nào? Không biết nhưng mà chạy đi kiếm. Kiểu vẫn còn có kiếm đúng không? Rồi, con rồng sẽ đi vào nhà thờ. Với con đi đạc đang ngất. Con mèo người nửa đêm chưa nửa đêm, bây giờ khoảng 6 giờ về là sẽ 8 giờ 8 rưỡi đấy, 8 giờ 8 rưỡi đập cửa nhà thờ. Thấy cái nhà thờ cũng khá là nhỏ, của trong một ngôi làng nhỏ này cũng đủ chỗ để mọi người kiểu để sáng đến sáng chủ nhật đến tụng kinh gì đấy. Có cha xứ ở đấy hỏi mọi người đến có việc gì vậy? Tôi đi trong rừng tìm 13 đứa này trong rừng như này, kiểm tra kiểm tra có một đứa hình như là nó bị điên rồi, nghe nói bị chửi nhập cái gì tôi chả hiểu. Bị đi trong rừng bị sao bị sói cắn sao?
Em cũng không biết thế ba ngày nằm ở đấy tôi vẫn thể thể cho một đứa vừa bảo thì nhập cái gì. Ta không biết có thể làm gì cho người, nhưng ta có thể cầu sự may mắn đến cho mọi người. Nếu mọi người cần một chỗ nghỉ chân có thể nghỉ ở đây một lúc. Tôi thì để ngày đến cũng không quen này lắm, vì mới mà nói thôi. Con dòng nhìn ông cha xứ ông kiểu quay đi kiểu đóng dầm cửa vào mới đi. Mấy hôm kia đi tiếp quả cha xứ nhà thờ nó không là cái trò gì luôn. Nghĩ ở đó đi mấy má ơi, nghĩ ở đó đi, đi à, đi dắt nữa là bọn nó đi kiếm đấy, nghĩ đi. À bây giờ mọi người không cần sự xá tội sao? Cậu nói khi bị cửa dập vào đầu mặt. Không không. Dầm bình tĩnh em, bình tĩnh em. Con mèo chạy đi rồi nhá, từ đây là con mèo chạy đi rồi nhá, bye bye. Bây giờ bình tĩnh, bây giờ mình có nên làm gì xử lý mỗi này xử lý nhỉ? Hai thằng kia đi rồi. Bây giờ là đưa con này về nhà ông Thanos, xong mình để bức thư ghi địa chỉ gửi tiền đấy rồi mình đi về. Hợp lý. Đại đình như bọn này nhiều quá. Chứ không làm gì. Ủa lâm cái nhà hát đấy hả? Ai cảnh? Không vừa xin. Bọn này thấy cũng khá đông đấy, chắc là anh em mình xử lý được đâu. Chắc có được nói xử lý được đâu. Chịu được cũng khá. À, là kệ hàng gì đi. Kệ đi thôi nào, đi đưa về nhà hát. Mà nghe nói mày phải được xá tội kiểu gì? Tôi vừa giết một ông cảnh sát. Bây giờ con bé tôi đầu thú, tôi mới được xá tội. Coi là mình không quen với nó đi, mình không liên quan vụ này đi. Bọn nó tự nhiên làm. Mình cứ âm thầm mình để vào đấy xong mình tăng hình đi thôi. Ok. Đi rồi. Có gì thật này nói nhá. Đấy. Chắc là sẽ rón rén bê ba thằng đấy đặt ở một cái góc gần với nhà hát. Invisible, biến mất, nhìn về màn đêm đen. Không được đâu, chỉ cần một đứa thôi. Cái xe cót không người từ từ tiến lại nhà hát. Xong một xe cót đứng ở đấy, xong hai cái bóng mờ mờ nhảy từ xe cót xuống đi vào màn đêm đen. Không. Khiên ba đứa nữa. Chỉ một đứa thôi, một đứa thôi, hai đứa kia bỏ đi, một đứa thôi. Mình xe cót ở nhà thờ, bê cô đi làm, đến nhà hát, xong vứt xác cô đi vào ở cái đoạn đầu rẽ vào hay gì đấy, đoạn xa xa một chút. Trước cửa nhà hát vai không? Trời ơi, đi em, trước cửa nhà hát vai không? Có người không? Là tối rồi. Trước cửa nhà hát có bảo vệ. Thế nên mới đẹp ở một góc xa xa. Thế nên là mọi người ra sau nhà hát. Có thể nói. Mọi người vẫn quyết định để lại cái cô đi lạc đấy đúng không? Hay là chúng ta đưa cô đẹp cho bảo vệ rồi đi về thôi. Không, đừng đưa cho ai cả đấy, cứ để đấy đi về, ta có thấy. Sao đâu, nghe tí này. Không, anh đi mà đưa tôi đi đây. Nhớ đâu bọn kia nói thật thì sao, nếu mình quỷ thì sao, mình đặt cái xác đấy mà người ta thấy là được rồi. Tiền đâu ra tự nhiên cái xác đấy rồi, tiền đâu đưa mày. Thì để cái giấy nhắn vào đây. Leo có ý kiến gì trong vụ này không? Em chạy đi rồi mà, em coi như là em không biết chạy rồi. Đó là. Em chạy đi em kiếm coi nào rồi. Ok, vậy hai người đặt xác rồi đi đúng không? Rồi viết giấy ghi rõ địa chỉ gửi tiền. Công nhận cái đơn xá tội. Đơn xá tội là do Leo viết. Leo không ký thì bạn đâu lấy được. Nếu mà Leo không ký thì bạn đâu lấy được. Tao ra tù, tao đi trốn. I remember your smell, I can find you. Ok, vậy là nghe có vẻ chúng ta đã gần đi đến kết luận của cái one shot này rồi. Bây giờ mỗi người có thể tự tả mình làm gì sau khi mà Bạch Đường đặt lại cái cô đi làm ở sau nhà hát mà trước nhà hát rồi. Hai người còn lại có đặt đấy không? Không, hai người đấy biết ở nhà trọ. Đánh đến đâu? Đánh đến nhà trọ. Ở đâu đó ngoài biển làng. Ở đâu đó ngoài biển làng. Hồi nãy em bị dí. Không, như là vẫn sống ở trên xe, vẫn sống. Vẫn sống trên xe. Nhà thờ hoặc đâu đấy. Ok, rồi. Sau đấy Bạch Đường đi đâu? Làm gì? Bạch Đường chắc là sẽ chuồn. Vì thật ra con bé là một Dragon Ball này. Sẽ bắt đầu lên con đường hành hương trở về quê cũ. Với lại chắc sẽ đi qua một vài gia đình nhà giàu. Người ta cũng cần tiền. Chưa xa đến vậy. Bây giờ là 9 giờ tối. Em có muốn đi ra khỏi làng không? Chạy thôi anh em, hai đứa chạy ra khỏi làng thôi. Không thì em hỏi không nào, không đi đâu đấy em tâm. Hai thanh niên và gì nhỉ? Sorry, lại quên tên nhân vật anh Hoàng. Erwin à? Đúng không? Erwin và Bạch Đường có đi cùng nhau ra khỏi làng không? Hay là tìm cả hai người kia nữa? Bạch Đường sẽ tách riêng.
À, bé rồng muốn tìm mình đi bộ nha, anh người đi chạy ra khỏi đây thôi. Mọi người đi bộ hay là kiếm xe? Còn như vẫn kiếm xe hàng ấy. Thì bảo bé rồng là em muốn tìm hai đứa kia có đi bộ nha. Rồi, tức là anh con người cưỡi cái xe ngựa đi chỗ khác. Em bé rồng vất hay người kia rồi đâu đấy, rồi lấy luôn con ngựa và cái xe. À, bảo muốn đi thì đi cùng, còn muốn đi tìm hai thằng kia thì đi bộ. Con rồng vẫn quyết định cùng đi bộ. Đi bộ, nhưng mà không cứu hai thằng kia. Con rồng sẽ invisible núp vào một góc. Có thể đi xe đến thành phố mà. Không, gì đi làm cái gì. Núp vào một góc nào đấy. Quyết định đi đường khác rồi. Không sao. Đi đường khác. Hai người là Leo và Koro. Koro thì sau khi mọi người... Nói với con rồng, chuyện kiểu tài khoản của anh đây lúc nào qua lấy nha. Anh không gửi đâu. Doron thì sau khi mỗi người đều viết địa chỉ của mình đúng không? Hai người mà để lại cái thi thể là có thể là gửi tiền về chỗ này chỗ kia. Gửi tiền chỗ này cả hai người, Erwin và Bạch Đường rồi. Koro ghi rõ là hành động của hai bên kia không đi qua không chuyển không. Koro sau khi mọi người về tới nhà thờ thì da nó cũng hết tàn hình rồi. Thì không biết khúc đấy nó còn bị bắt không? Đó không biết đoạn nhà thờ đâu nhá. Dạ, kiểu tàn hình có tác dụng một tiếng cho nên sau khi mọi người rời đi thì nó cũng hết tàn hình. Rồi, cái stealth mình vừa lăn là thể hiện cái đấy rồi. Nói chung là sau cái đoạn rượt đuổi đấy em trốn được rồi. Trốn được rồi thì trời cũng bắt đầu tối thì nó mò từ trong rừng nó đi về làng. Mấy đứa kia còn dí nó không? Hiện tại thì không thấy. Ok. Thế Leo đi đến đâu? Chắc là cũng tìm Koro à? Chạy ngược về cối xay gió. Em từ cối xay gió chạy ngược về làng. Còn Leo thì chạy từ làng về cối xay gió, ra cối xay gió. Đúng rồi, chạy từ làng về cối xay gió. Rồi, khi mà hai người rất may mắn đã nhìn thấy nhau giữa đường, gặp lại nhau. Rồi, mọi người làm gì? Và gặp lại. Không biết Bạch Đường, Erwin, cô đi lạc hay bất cứ người khác ở đâu. Ôi mẹ ơi trời, cô đây được. Tôi ship hai đứa kia về làng rồi. Bọn kia có đuổi theo cô không? Không. Rồi cậu ở đây làm gì? Cậu chắc là nó làm đúng chưa? Bây giờ cậu ở đây làm gì? Nó kiểu Koron bắt đầu kiểu đá vào chân của con Leo kiểu tại vì nó quá bé. Xong kìa nó cầm kiểu nó bóp đại mấy viên sỏi nó kiểu nó trời. Tôi kêu cậu đi làm rồi. Tôi làm nãy giờ rồi bây giờ cậu ở đây. Bây giờ nó tụi nó làm sao? Tụi nó ở trong làng rồi. Cậu có làm cái gì xong không ở trong làng? Bây giờ đi về rồi biết cái con kia ở đâu? Tôi đánh hơi được nữa. Rồi làm đi, bây giờ đi về. Làm sao đi? Có sao đi ra đây làm chi? Cậu là người chịu trách nhiệm cái đống đây đấy, đi về. Con mèo bóp con kinh cung lên nhảy về, bắt cua về. Về lại làng. Về lại làng xong mọi người có ở làng làm gì không? Em chạy lại cái nhà thờ. Nhà thờ gặp cha xứ bảo, ơ bọn kia lại đi đâu rồi? Mọi người cần thanh tẩy gì không? Kinh cung xin mấy chai nước thánh. Ok. Rồi về đầu bên này. Ok. Cảm ơn. Xong con mèo cảm ơn Kinku nhảy đi nữa. Đánh hơi. Đi đâu? Bắt đầu đánh hơi. Nè, bắt đầu đánh hơi cho đi lại nhảm tâu. Đến nơi ra lại nhà hát. Đánh hơi không đến mức này được các bạn. cái đường này là nó đi bằng xe. Đi qua nhà hát. Đi về nhà hát gì? Đi về nhà hát, cái chỗ có khả năng nhất là con rồng nó sẽ đợi. Nhà hát làm gì? Cái xác đặt trước cửa hay cô đi là đặt trước cửa hay đặt sau? Sau. Bên đặt sau rồi, các thanh niên kia làm gì? Vắng người cũng phải tìm thấy. Koro và Leo về nhà hát làm gì? Có đi tìm xung quanh nhà hát không hay là vào nhà hát? Tôi nghĩ nó sẽ không vào đâu, tại vì con mèo nó đang bloody. Tại vì nó mới xiên một thằng kia xong. Nó sẽ không đi cửa trước, nó sẽ kiếm một cái cửa sau. Nó hỏi Leo là mày vẫn còn muốn điều tra cái vụ quyển sách hồi sáng không? Có, đi thôi. Nó cast một cái invincibility spell level 3 lên cho Leo và cái xác của cô đi lạc cho không phải cái xác. Và sau đó nó không tàn hình, nó vòng ra cửa trước, nó đi vào, nó lên. Nãy cầm mấy chai nước thánh. Hai chai đúng không vậy? Con ơi giữ một chai, con mèo giữ một chai. Rồi, đi đi. Đó, mày muốn làm gì làm đi.
ok, đi ra cửa sau, bắt đầu con mèo nhảy đi. Ừ, nó không đi, nó nhảy mà. Ừ, nó nhảy đi. Ừ, nhảy ra cửa sau, thấy cái xe. Thấy cô đi lạc ở đấy. Xe đi rồi, thấy mỗi cô đi lạc thôi. Mà tao mới cho tàng hình rồi, mày cũng tàng hình rồi. Yeah, đi ra cửa trước. Sự kiện này nha, mọi người tìm thấy cô đi lạc rồi. Và cô rô cho cả hai tàng hình. Yeah, còn em thì không tàng hình. Ok, cá kéo cái xe. Đầu tiên là kéo cái xe đến ra chỗ nào nó khuất khuất tí xíu. Không, không có cái xe, mất cái xe rồi. Bọn kia lấy xe rồi, bọn kia lấy xe rồi. Ok, vậy thì khiên bả. Tao tàng hình bả rồi. À, không thấy luôn hả? Ok, vậy được. Kiếm cửa sau. Kế hoạch rồi. Cửa sau đi lên phòng của ông kia, giết ông kia. Theo cá nghĩ là như thế. Hoặc là ừ, kiếm. Hoặc là ừ, cầm trái chai đó định thồn vô mỏ ông kia. Tại vì sói thì nếu thế nào mà đu từ trên trần nhà đu xuống được. Nó không phải là sói, bro. Nó không là sói. Ừ, vậy thì còn con nào nó có khả năng đu từ trên trần nhà đu xuống? Nãy giờ nãy giờ nãy giờ mày làm biết coi như nó trò mày vẫn không biết nó là con gì. Ừ, không biết nó là con gì rồi, nhưng mà ở trên chỉ chắc lại suy nghĩ nó đúng hay không ơi, nhưng okay, để như không bổ chuẩn rồi đó anh. Ok, vậy thì Leo tàng hình và Coro không tàng hình, mọi người đang làm gì, có đi cùng nhau không? Không, em không. Đi cửa không. Trước đi vào. Em hỏi đường đi lên phòng của Thanos. Ừ. Lên rồi, đúng không? Yeah. Em hỏi ổng về cái việc là ừ, cái lời đề nghị ban sáng của ổng về cái việc để câu thời gian cho thằng Leo nó bước vô phòng ấy. Ừ. Ok. Thế Leo bước vào phòng là gì? Kiếm cái cuốn sách đó. Dạ, thử coi. Kéo hay là bẫy hay là làm cái gì đó. Trong phòng có Coro và ông Thanos. Làm từ... Kéo rồi. Kiểu tập nhẹ cái vai, cái đầu gì của con cô Lô để nói là ở tao trong này nè, để cô Lô kéo ông ra ngoài. Rồi, con cô Lô sử dụng một cái charm person. Mày không phải person. Cẩn thận nha, charm person nó biết nha. Thử thôi. Không hoạt động. Không hoạt động. À, ông Thanos nói. À. Thế này không ổn. Tôi đã rất kiên nhẫn với mọi người, nhưng có vẻ lại còn cố gắng dùng phép lên người tôi. Coral thở dài kiểu tôi thật sự xin lỗi. Thật sự thì cái đời nghệ sĩ nó bạc bẽo quá. Cùng lắm thì tôi mới phải sử dụng cái cách này. Cái lời đề nghị của ông ban sáng tôi thật sự đã kiểu quá vừa nói vừa kiểu ra hiệu cho Leo. Là tôi thật sự đã suy nghĩ là có thể là tôi muốn tìm lại một cái chút gì đó cho bản thân mình. Leo làm gì? Ông Leo đang không làm gì hết. Leo đang đứng ở một cái, ông đứng sau lưng ổng, đứng ở dụng cái bạn đây thì đứng ở đứng ngang kìa, song song với cái bạn, hai người đang ngồi nói chuyện luôn thì đứng sau lưng. Ok, vậy thì Coro, cái lời nói đấy có thật không hay là lời nói câu giờ, deception thì sẽ phải là deception. Nó có một chút là thật. vẫn deception, vẫn có ý câu giờ. Tại vì nếu mà ông kia không ra khỏi phòng thì thằng Leo đâu làm được gì. Tại vì cuốn sách nó mặc xuống cái nào cặp. Deception. Chưa từ. Boss lấy đùa. Đó. Từ. Sốc sắc đã quyết định rồi, ông ấy nát 20 rồi. Thôi xong. Đi. Ông ấy chống hai tay kìa, đứng dậy. Thân hình lực lưỡng của ông ấy có vẻ là cảm giác như là choáng ngợp căn phòng. Cái bóng của ông đổ dài ở phía sau từ cái ánh đèn bên trên. Có vẻ là cô chưa thật lòng lắm, nhưng mà tôi vẫn nhận ra một chút gì đấy trong cô muốn việc này. Có thể ở lại đây cùng bọn tôi, có thể cô sẽ thay đổi suy nghĩ. Và bọn tôi, cửa phòng mở ra, thấy ông quản gia sẽ không giết hai người. Oh no. Nhớ bạn thầy bị đồ nhá. Ông nhe răng cười, hai cái nanh. Và Coro có nói gì không? Thì có thể, hoặc là Leo có nói gì không? Đây sẽ là lời nói cuối cùng trước khi cắt cảnh. Phun miếng nước thánh đi bạn. Người ta hai người
Hai người tưởng là đây sẽ là khoảnh khắc nhân vật quyết định cái one shot này. Hai người bây giờ là lúc nào cũng chết, giờ sao chết dùng giấy hay là chết tự nguyện? Không chết, biến thành một nhân vật, một sinh vật không thể chết. Undead. Undead. Quay từ từ. Sao ta Leo muốn làm gì từ từ nói trước nha. Ok đi Leo. Không anh sẽ không cho nói phần này. Nếu mà nói phải nói Inca. Hai người đang ở đấy, có hai ông quản gia và Thanos ở đấy. Không biết đâu. Trừ khi mọi người có phép thân giao khách cảm ở đấy. Mà mày không sẽ cho cắt tơ. Từ từ. Cái lọ được sẵn. Các bạn ơi, chơi thì lại không quay về. Không. Thực ra là game one shot thôi. Cái này sẽ là cái quyết định cuối cùng mình làm cho cái nhân vật của mình. Thì hoàn toàn có thể dựa vào những gì mình đã ngồi bàn với nhau trước game là nhân vật mình như thế nào. Thì quyết định cho nhân vật. Yeah, cho nên nó mới khó chọn. Là cuối game rồi. Thế là nó đang sợ được chết. Giờ thì không quay đầu nhá. Ai sẽ đều chết. Không chết mà. Chết đâu. Bạn chết thành không chết. Ok, tôi hiểu rồi. Tôi sợ bạn chết. Ok. Thì cả hai đều sẽ biến thành một con gì đó. Ừ, không chết đâu. Chọn đi. Nhưng mà ừ, không chết đâu. Đi. Con mèo chọn cho con. Thò tay vào túi, nó chọc lấy cái bình nước thánh và nó ra hiệu cho con mèo là kiểu yeah. Nhưng mà nó vẫn nói là nghĩa là mày đi kiểu như là mày tạt nước sánh xong rồi mày nhảy ra ngoài á. Có cái cửa sổ phải không ta? Có cửa sổ không? Dạ. Yeah. Em nghĩ là không, tại vì ở phòng âm tài nó cửa sổ đó. Dạ. Thế nên nhảy cửa sổ nghe quen không? Đập vào cái cửa. Nó nói là tôi thật sự muốn ở lại vì tôi không còn lưu luyến gì với tất cả mọi thứ ở bên ngoài nữa rồi. Ông có thể tin tôi hoặc không. Nó cầm bình nước thánh lên, mở nắp lọ. Nó ra hiệu cho con mèo là nó tạt thẳng bình nước thánh lên con mèo. Con mèo bay lại hơn không? Trời, tao tạt nước thánh cho mày. Tạt nước thánh như con mèo sẽ bay lại ôm hả? Nó tạt bình nước thánh lên người con mèo, rồi nó đẩy con mèo ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ đóng. Đẩy thôi. Con mèo đang tàn hình. Để thôi. Nó chỉ lắc đầu thôi, nó biết những thứ con mèo sắp làm vậy, nó chỉ lắc đầu thôi. Nó chỉ đẩy Leo con mèo đi gì? Thôi. Leo làm gì? Con mèo đổ bình, con mèo cũng cầm bình, ừ, bị tạt xong rồi chạy lại ôm ổng kiểu grapple, ừ, kiểu bay, nó là con mèo mà nó bay lên người. Không được. Yeah, that's my choice. Trong khoảnh khắc đó, lúc mà Thanos đứng giữa phòng, không gian choáng ngợp với sự tối tăm và căng thẳng, ông quản gia đứng ở đầu kia, cả hai đều cười. Koro tạt lọ nước thánh vào Leo và đẩy Leo về hướng cửa sổ. Nhưng Leo lại giảo chân chạy về phía Thanos và ôm vào người ông ấy. Hy vọng có thể gây sát thương nhiều nhất có thể. Đấy là khi chúng ta hết cảnh, chúng ta đã có lựa chọn của nhân vật. Số mệnh của họ là sẽ để cho mọi người cùng tưởng tượng. Nhưng mà cái kết mở. Còn về Bạch Đường và Erwin, mọi người có nghe thấy thấy trên báo về việc có một cái vở kịch rất hoành tráng. Nữ chính sau khi đã được tìm lại thì rất là vui vẻ lên diễn tiếp. Vở đánh giá rất nhiều giải gì đấy cho kịch ở thời fantasy medieval trung cổ. Từ này sẽ có một vài tờ báo cải đưa tin drama tình tay ba nữ chính và đạo diễn. Tin do ai bán đó thì không biết. Tin do ai bán thì không biết, nhưng mà sau đấy thì thấy anh nhà báo Quy là chuyển sang này bố khác giàu. Cũng một thời gian sau Bạch Đường nghe tin từ chỗ địa chỉ mình để lại có tiền gửi đến. Còn Erwin vào một đêm không sao nghe tiếng gõ cửa trước nhà mình. Mà one shot của chúng ta kết thúc ở đây. You dead. Me dead. I'm not dead. Có mình con tội phạm sống. Tao kêu chạy à. Con mèo về thì vẫn sẽ để cảnh sát nhá. Về nó điều tra vẫn bị nhốt. Con mèo ai biết đâu. Không, mà ra một con mèo vampire cũng thú vị nha, kiểu no.
cho mèo thoát ra chứ nhốt lại rồi. Imagine là bao tát bị để tưởng tượng về điều đó đi, một con mèo. Đây là con báo, con báo. Một con báo. Ừ, báo thiệt luôn. Chita. Đó là một con cheetah thì vậy, nó phải chạy với 100 cái số trên giờ, ừ nó sẽ bay. Nó còn chạy trên tường nữa. Nó còn chạy trên tường được nữa. Nó còn chạy trên tường được nữa, thôi tưởng tượng đi. Hay là đâu. Rất cảm ơn anh Thiện, mình làm sao lần này. Cảm ơn Thiện. Nó cũng không hiểu là Shadow Vampire rồi, nên nó cũng thích bóng tối sẵn rồi, nên nó cũng không cần thầm lắm đâu. Anh thấy cái lựa chọn lúc cuối của mọi người, mặc dù là anh cũng không plan cái kết nào cả và cứ để nó tự trôi thôi, nhưng mà anh nghĩ cái kết này là cũng hay cho những cái nhân vật mà mình đã tạo từ đầu. Nhân vật Koro của Covers chấp nhận theo đường nghệ thuật, nhưng mà vẫn hành động cuối cùng là cứu bạn mình khỏi cái thế giới đấy. Mặc dù và theo dấn thân vào cái thế giới nghệ thuật, dù nó có tàn khốc, nó có đen tối. Nhân vật của cá là Leo đã giải được một vụ án để đời. Anh ấy biết là giải được. Đúng rồi. Đúng là giải được rồi. Vụ án mà anh nghĩ là tìm được đúng tất cả bí mật, gần như là tất cả bí mật. Đã đưa ra quyết định là theo chính nghĩa. Để đời luôn. I mean yeah, theo đến cùng thôi. Nó không chính nghĩa lắm. Nó để chơi luôn. Nó hơi cá nhân khúc cuối nhưng mà cá nhân. Em nghĩ con rồng đã được tiền. Đó là đúng. Con rồng được tiền. Mọi người đều được. Owen thì cho tiếng gõ cửa. Em sẽ không miêu tả tiếp chuyện gì xảy ra tiếp theo. Mọi người tự tưởng tượng. Mấy con mèo. Có thể đấy là ông quản gia. Có thể đấy là Koro, có thể đấy là con mèo. Mở cửa ra thấy Koro là bếp bác. Mày bỏ tao lại. Để mất khẩu. Nó kiểu nó đuôi gì bếp. Tao kiểu được mày rồi. Ê, con để mất khẩu ở đây. Nói chung một đoạn cuối cũng muốn đánh đấm thật, bởi vì nó đã chuẩn bị rất nhiều spell. Kiểu một số chỉ để đấm nhau. Mèo muốn đánh không? Nhưng mà anh quay lại đấy. Mà con rồng nó sẽ quay lại đó. Con rồng chắc chắn nó không đánh, kể cả giữa việc bảo là phải gặp ông ấy mới được tiền thì nó vẫn chọn chạy đi vì nó vẫn muốn sống. Và nó tin là nó bỏ lỡ mối đấy, nó nhiều mối khác nó kiếm tiền hơn nữa, nên là nó sẽ không phải một đứa theo chính nghĩa. Nó cũng không cần thiết phải được xá tội nữa vì nó trốn được khỏi tù rồi. Không có đứa nào theo chính nghĩa luôn á. Cả những đứa ở đây đều cá nhân luôn á. Con này nó cá nhân tại vì đơn giản là con đó là diễn viên thôi. Nếu mà con đó không phải diễn viên, nó sẽ kéo con mèo chạy đi luôn. Con mèo thì cá nhân, tại vì yeah, that's my friend. Con nhỏ ấy đâu, nó chỉ muốn có tin tức gì đó, có tiền thôi. Yeah, ai ở đây cũng cá nhân hết, đâu có ai gì chính nghĩa đâu. Đúng rồi, nó không có chính nghĩa chỗ nào hết đó. Con mèo nó chỉ, nó muốn có một cái gì đó, kiểu cái legacy cho nó thôi, hết rồi đấy. Vậy yeah, nó có, vậy nó chết. Có định vẫn tung ra mà. Chưa, hoặc mà nó bị cầm đét. Nó chết, không rồi nó mới bị cầm đét. Cấm mãi. Yeah. Sống mà. Tôi không nghĩ thằng Erwin có tình gì tung ra mai nên ông kia mới gọi đến xử không. Tung ra mai xong rồi mọi người khai án. Khai án kết mình. Tôi giống kiểu tạm biệt cuộc đời, tao đi đây. Để quê. Thiện lại một lần nữa không được chơi bài những bài nhạc cổ điển opera hoành tráng cho boss fight với Thanos. Được. Không sao, đây là cái kết của mọi người. Không vấn đề gì. Để lựa chọn mọi người. Ôi bài này làm kết. Ui, đúng đẹp luôn anh ơi. Đúng đẹp luôn anh. Em cũng chơi nhạc cổ điển nên là yeah. Bài này đỉnh. Tôi Ôi, đã có một cái plan khác nữa mà nó không như thế này. À không, đấy thì tôi phải thôi sẽ thỏa đam mê được cho các tờ của mình là đi hát. Đi có bóng hóa. Thành có thể là chị vẫn có thể đi hát. Trời, con mèo nó biến thành kiểu sát thủ với ông này. Tại vì con này là assassin rook. Không chết đâu. Trong mọi trường thay, hợp thay vì đi tìm thủ phạm của các vụ án rồi nhạc lên rồi. Thay vì đi tìm thủ phạm các vụ án, có thể đi tìm những tài năng cho ông Thanos. Lận nhạc mày hay quá. Yeah, tự mày con cú nhảy ra nhanh quá. Anh trong nhà anh đang định là anh biến thành con bé kia nhìn đi. Rồi ba chúng ta sẽ đột nhập vào trong. Con rồng nó còn định nó sẽ chui về một cái quán trọ nào đấy, nó không dám ra khỏi làng trong đêm hôm đấy vì nó sẽ sợ bị bắt lại. Vì nó nghe hai đứa người kia dọa biến lên tuyến đấy, nó rất là sợ. Nên là sẽ quay về quán trọ, xong nó sẽ lại nằm xuống đắp chiếu, đắp vải, đắp báo lên và thành một thằng con mày.
Ta đang định bảo hai bọn mày, nhưng bọn mày chạy nhanh quá. Anh bảo ta sẽ biến thành con đẻ kia, xong rồi chúng ta sẽ đi imposter. Anh có đi em mày... đang tính là em giả giọng thành con bé kia để về kiểu mimic rai cho ổng, kiểu ổng tưởng đâu là ừ em có một giọng ca trời phú giống con bé kia vậy mà sẽ dụ được cái gì đó. Nhưng thay giờ đó chúng ta đấm nhau. Chúng ta imposter. Không, em thật sự đoạn cuối muốn đấm nhau giống đó lắm, kiểu ừ em đã. Nhưng mà mày được mày mày, mày được ôm đất thì gì đó xong đó hết đó. Tức là nếu mà hôm nay chơi nó nhanh nhanh hơn, nó hết sớm hơn thì đường nghĩ là đoạn cuối cũng sẽ đấm nhau được. Nhưng mà có bị kéo mấy đoạn tìm đồ quá. Đúng. Hơi muộn, đến đoạn này là bị hoại rồi. Nhưng mà đây là cái game là trinh thám đầu tiên em đi đến đoạn kết được ấy. Chứ nó không có giữa chừng như mấy cái kia. Không kiểu mà nó siêu mà. Mà thì cũng nó không kiểu đi chú linh, không kiểu bị phát hiện ra ngoài chạy, giờ mình không biết cái gì cả. Mày biết tao đem theo một cái hot to hot với một cái mong muốn là nó sẽ có một cái gì đó cảm động xảy ra, sau đó sẽ tát cái đó vô mặt mày và kiểu hai đứa kiểu xe nhau một cái hitbone kiểu sống đi my friend kiểu để trẻ, nhưng mà không. Không ơi, có chạy đi kiếm rồi đấy. Lúc đó là định lúc đó là định không nói gì hết, mẹ ôm nhau cơ, nhưng mà ta không không con cái cò của tao sẽ xem. Thật ra là suýt thì ấy, bởi vì cái đoạn từ giữa hầm lên em có định em nên đấm thật, nhưng mà đúng là từ trước đấy kiểu team không có nói gì về việc là có động lực gì để làm cái trò này cả, chỉ riêng tự nhiên mọi người quay ra cắn luôn kia thôi. Bây giờ nó sẽ bị khó hiểu, nó kiểu không biết làm gì kệ mẹ nó, kiểu có người nhận nhiệm vụ và chỉ thế thôi mà, nên là không. Còn nếu mà kiểu chúng ta có một lý do gì hơn, kiểu ông này là một tội ác tày trời hay gì đấy thì con dọc nó mới theo. Chứ con dọc không biết gì hết, con dọc chỉ biết là ông ấy làm gì đó con này khi con này bị điên thế thôi. Nhưng mà việc của nó là đưa ông ấy chỉ muốn đưa con này về, nhưng ông ấy đưa con này về chữa điên cho nó thì sao, giờ mới quan tâm lắm. Anh hoàn toàn đồng ý về cái cách chơi đấy của đường cho nhân vật này, vì từ đầu là mình đã sẵn nhân vật này không quan tâm đến giải vụ án mà quan tâm những thứ của riêng nó rồi. Nếu mà có một cái như là đường nói là đến giờ này thì mình hơi oải một tí, nếu mà cái này làm thành hai session thì có thể session đúng. Sau là mọi người sẽ có năng lượng để kiểu làm cái gì đấy khác. After ending. Alternate ending ở một thế giới khác. After okay. Thế thì hôm nay bây giờ cũng muộn rồi. Nếu mà mọi người là muốn đi nghỉ thì đi nghỉ. Cảm ơn mọi người đã hang out hôm nay chơi game. Cũng thấu rồi. Cảm ơn anh Thiện vì dẫn một cái one shot vui vậy. Như thế này giải ngố cuối tuần. Cảm ơn nốt anh Thiện vì đã chứa chấp hai con người này lần thứ hai. New game plus. Đợt này là mình không có làm những mấy cái thứ đâm nữa. Đợt này là mình đi smooth. Mình để anh Thiện vẽ đường cho mình đi được. Còn đợt kia là mình biết. Đợt này mình đi hơi chậm thôi. Mình đi hơi chậm thôi. Nhưng mà lần đầu tiên cá chơi được một con game này trinh thám, nó kết đúng nghĩa, nó không có bị kiểu uống người phát hiện rồi xong rồi chạy. Tôi thề hồi nãy là tôi đã tưởng rồi thằng bạn trai chặt xác con nhỏ đó ra xong chung với nhà. Không, kiểu chặt xác nó ra xong bỏ vô cái tủ á. Để cho bảo con nhỏ đó người hầm thì em có gì. 1001 cách giết người cũng có quá. Không, ý là mỗi lần mà kiểu tao thấy cảnh báo là game có gore, tao sẽ tưởng tượng đó là tất cả mọi thứ nó đều có thể chặt xác cái con đó ra, sau đó nó đổ axit vô, cái xong nó gãi. Breaking Bad à?